Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Min và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Hào môn thế gia, vợ yêu bảo bối và bà bảo siêu quậy của Nam Cung Tổng, của tác giả Cận Niên, thuộc thể loại hiện đại, hào môn, ngược sủng, HE. Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này? Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Minh Dạ hung hăng ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận dữ quát. Cô đủ rồi, Dụ Thiên An. Cô còn dám dãy dụa nữa đi. Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường của tôi không? Cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì? Cút! Dụ Thiên An thét lên như muốn điếc tai, nước mắt nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thêm phần run rẩy. Anh không phải là người, anh không có nhân tính. Tôi đã sai lầm khi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu. Tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt. Anh đủ rồi, buông tôi ra. Nam Cung Minh Dạ ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ. Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới. Tốt, để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo. Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô. 5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về. Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng. Trong khách sạn, ánh mắt của Nam Cung Minh Dạ dừng trên một đứa bé trai. Gương mặt của cậu bé tuấn tú đến mức khiến người khác hít thở không thông. Có một loại khí thế bức người làm cho anh có cảm giác rất thân thiết. Cháu bị vứt bỏ chỗ này sao? Anh nheo mắt, không nhịn được hỏi cậu bé. Cậu bé nhìn anh, lạnh nhạt xoay xoay vành nón. Cháu luôn ngoan ngoãn, mẹ biết cháu đi lạc sẽ trở về tìm cháu. Nam Cung Minh Dạ nhíu mày. Vậy sao? Tại sao không nhắc đến cha cháu? Cháu không có cha sao? Cậu bé hơi giật mình, cũng nhíu mày, động tác giống anh như đúc. Có ạ. Cậu rào hoạt mỉm cười. Chú à, chú thật nhiều chuyện. Bộ truyện này thì mấy chương đầu có thể sẽ khiến cho mọi người hơi khó chịu vì nam chính. Tuy nhiên đến khi mà có đứa bé xuất hiện thì câu chuyện sẽ trở nên càng ngày càng hay hơn. Theo như đánh giá thì mọi người nói như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1. Màn đêm bao trùm, trong bầu không khí vắng lặng có mùi vị khắc nghiệt. Đèn đuốc sáng trưng bên trong khu nhà cao cấp, gam màu ấm áp của những ngọn đèn cũng không có cách nào hòa tan loại không khí khắc nghiệt ấy. Một chiếc xe Lamborghini khí thế hung mãnh đột nhiên dừng ở trước bậc thềm, tiếng thắng xe bén nhọn chói tai vang lên. Xe ngừng lại, tối khuya như vậy mà người đàn ông bước ra từ ghế lái còn đeo kính đen, đi tới cửa sau xe, gõ gõ vào cửa kính. Cửa xe mở ra, không khí bị đè nén ở bên trong lập tức lan tỏa. Trên ghế sau có 3 người đang ngồi, 2 người đàn ông ngồi hai bên. Ngồi ở giữa là một thân hình mảnh khảnh đang vặn vẹo. Nhìn kỹ một chút mới có thể nhận ra là một cô gái. Chen chúc giữa 2 người đàn ông khôi ngô cao lớn, thân hình mảnh mai của cô tựa như bị che khuất không nhìn thấy rõ. Mái tóc mềm mại có chút xộc xịch, xõa tán lạn trên bờ vai trần trông rất mê người. Chẳng qua là gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bịch, phần lưng bị 2 bàn tay to giữ chặt, giống như đang áp giải một phạm nhân. Đã một ngày cô chưa có thay quần áo, trên người vẫn là bộ lễ phục màu xám tro mặc vào tối hôm qua. Lúc mới mặc lên người, trông cô tự nhiên thanh nhã xinh đẹp. Giờ phút này lại có chút nhăn nhúm. Những nếp gấp phía dưới bộ lễ phục làm lộ ra đôi chân trắng ngần mảnh khảnh của cô. Dụ tiểu thư, có thể xuống xe. Người đàn ông mở cửa xe nói. 2 cánh tay đang hung hăng để ép cô bưng lỏng ra. 2 người đàn ông bên cạnh cũng bước xuống theo 2 bên cửa xe. Dụ Thiên An nhẹ nhàng ừ một tiếng. Rốt cuộc cả người không còn bị áp bức nữa, chỉ có gương mặt nhỏ nhắn là vẫn tái nhợt. Đôi mắt trong suốt cũng sắp rơi nước mắt, quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Người đàn ông chợt nhíu mày, cũng nhìn cô. Có thể mở còng tay được không? Thanh âm của cô đè nén sự run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm anh ta. Người đàn ông hiểu ra, gật đầu một cái, móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa cách còng tay đã được mở. Bị còng tay chuyên dụng siết chặt nên cổ tay của cô hẳn lên vết đỏ. Cô đau đến cau mày, đẩy nhanh cái còng lạnh như băng đó ra. Lúc này Dụ Thiên An mới thở phào một cái,
xoa xoa cổ tay của mình. Lông mi rũ xuống, không ai có thể nhìn ra vẻ mặt cũng như tâm tình của cô lúc này. Dụ tiểu thư, xuống xe. Người đàn ông thấp giọng lặp lại thêm một lần nữa. Cất dao găm, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Cô nhỏ giọng kêu gào bi thống, hơi lui người lại. Có thể đợi cô mang giày cao gót xong mới tiếp tục dắt cô ra ngoài được không? Đèn đóm sáng rỡ chiếu ra từ khu nhà cao cấp, trông nó giống như một tòa thành ở chốn địa ngục. Anh buông ra được không? Tôi tự mình đi. Dụ Thiên An đau đến mức phải cầu xin. Đi như vậy rất chậm, thiếu gia không đợi được nữa. Người đàn ông không để ý, chờ người phía sau lái xe đi, lôi Dụ Thiên An đi thẳng lên lầu 2. Còn có mấy người đàn ông đeo kính đen theo sát phía sau. Người đàn ông nói chưa dứt lời, phút chốc đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên An đã dâng trào nước mắt. Anh ấy nóng này tìm tôi thì có ích gì? Tôi cũng rất nóng lòng. Tôi phải đi tìm ai đây? Chua xót cả một ngày, giờ đây kịch liệt dâng trào. Dụ Thiên An nhìn anh ta hét lớn. Cô lảo đảo bị túm lên cầu thang, đau đến than nhẹ. Dưới ánh đèn sáng rỡ thấy rõ là cô đã ngất đi. Một cánh cửa chạm khắc tinh xảo được mở ra, cô được bế vào bên trong. Cô nóng lòng dĩ nhiên có thể tới tìm tôi. Tôi đâu có cự tuyệt cô. Một giọng nói du dương âm lãnh từ bên trong vang lên. Người đàn ông cao ngất mị hoặc xoay người lại, nhìn cô gái bị mang vào phòng hờ hững nói. Dụ tiểu thư, xin chào. Dụ Thiên An cố đứng vững, lúc này cô mới thấy rõ bộ dáng của người đàn ông trước mặt. Đôi mắt ngấn ngấn nước rung động cụp xuống. Khi hô hấp bình thường trở lại, cô mở to mắt nhìn thẳng vào anh. Người đàn ông này lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cô kinh ngạc, tựa như thấy một vị thần. Những lần sau đó cô cũng có rung động không nhỏ so với lần gặp đầu tiên, nhưng hiện giờ cô không có tâm tình băn khoăn những chuyện này. Chỉ vì một buổi tối mà thôi, bọn họ cứ dây dưa không rõ như vậy rồi. Nam Cung thiếu gia. Dụ Thiên Tuyết cất giọng gọi một tiếng. Nam Cung Minh Dạ liếc mắt nhìn xung quanh, vắt tay khiến người khác lui xuống. Cận vệ áo đen cao to dồn dập đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lúc này Dụ Thiên An mới nhận ra mình ở một trong một căn phòng xa hoa phú quý đến giường nào, giống như ở trong một xứ sở thần tiên vậy. Tiện tay cầm lên một món bất kỳ cũng đều là vật quý trọng vô giá. Hai hàng mi của cô rung động, nhớ tới căn phòng thuê đơn giản nhỏ bé nhưng yên tĩnh bình lặng như cuộc sống của cô. Cảm giác bị áp bức tự nhiên nảy sinh. Nam Cung Minh Dạ nhìn cô một cái, sắc mặt xanh mét có một tia hoảng hốt. Cô gái nhỏ này tối hôm qua tại bữa tiệc của Dạ Hy đã hấp dẫn rất nhiều người đàn ông có tiếng tăm. Nhiều người đã hỏi anh về lai lịch của cô, họ đều nhao nhao như có ý. Nhưng mà nên nói như thế nào, trước tối hôm qua anh cũng không biết cô. Nói như vậy, Dụ tiểu thư đã biết mục đích của tôi rồi. Trễ như thế này còn mời Dụ tiểu thư tới đây. Trước tiên bởi vì tôi vừa mới biết cô chính là bạn gái của Trình Dĩ Sinh. Thứ hai, tôi và ba tôi đã không còn bất kỳ phương pháp nào để tìm được Dạ Hy, cho nên chỉ có thể mời cô tới đây. Nam Cung Minh Dạ kéo cái ghế ý bảo cô ngồi xuống, vẫn là tư thái kiêu căng của thiếu gia nhà giàu. Ngồi xuống, nói cho tôi biết Trình Dĩ Sinh bây giờ đang ở đâu. Còn nữa, hắn ta đã đưa em gái tôi Dạ Hy tới nơi nào. Dụ Thiên An lẳng lặng nghe xong những lời này, chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót một hồi. Trong lòng cô lạnh đến cực độ. Đầu ngón tay vén sợi tóc trên gò má, cô lắc đầu một cái. Tôi không biết. Nam Cung Minh Dạ khẽ cau mày. Cô là bạn gái của cậu ta, cô không biết? Không biết. Dụ tiểu thư, không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôi. Sự kiên nhẫn của anh có liên quan tới tôi sao? Ánh mắt trong trẻo sắc bén lạnh như băng của Dụ Thiên An nhìn anh. Tôi còn phải biết thêm cái gì nữa? Bạn trai tôi cùng một tiểu thư con nhà giàu đang mang thai con của anh ta bỏ trốn, còn buộc tôi phải nói bọn họ đã đi đâu, có hạnh phúc ngọt ngào hay không? Nam Cung thiếu gia, làm phiền anh phí phạm đầu óc suy nghĩ một chút có được không? Một câu nói mang theo sự lạnh lẽo bén nhọn xoẹt qua mặt anh. Nam Cung Minh Dạ rúng động tại chỗ, có cảm giác bị tẩy não. Cô gái này đang nói cái gì? Kêu anh phí phạm đầu óc suy nghĩ một chút. Kể từ năm 16 tuổi, anh đã tiếp nhận sản nghiệp của nhà Nam Cung.
Từ đó về sau, không một ai dám đối mặt nói chuyện với anh như vậy. Còn bén ngót châm chọc, không có chút kiêng kỵ. Hơn nữa đối phương còn là một cô gái nhỏ, nhìn thì có vẻ nhu nhược. Người đàn ông cao ngất vẫn kiêu căng nhìn cô, hồi lâu mới đột nhiên thoáng gợi lên một nụ cười tà tứ. Trong nụ cười đó tràn đầy âm lãnh. Tối hôm qua là tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của Dạ Hy. Ba tôi đặc biệt bay từ Italy về tham gia. Ông còn có rất nhiều dự định. Dù nó nói muốn có một mỏ vàng, thì ba tôi cũng sẽ ở trước mặt các trưởng bối cùng bạn bè thân thuộc mà đáp ứng. Nam Cung Minh Dạ đi về phía cô, chậm rãi nói, thân hình cao to từng bước áp bức cô. Nhưng tối ngày hôm qua, nó lại cho ba tôi một sự vui mừng to lớn. Khóe miệng của Nam Cung Minh Dạ cười tà tứ, giống như quỷ Sa Tăng đến từ địa ngục. Vui mừng đó chính là nó đã mang thai, chưa cưới mà có chửa. Hơn nữa còn nghi ngờ làm của một tên dã trùng làm ở tiệm Pizza Hut. Trình Dị Sinh cũng chính là bạn trai của Dụ tiểu thư cô. Ba tôi vốn không muốn quậy lớn chuyện ở trong bữa tiệc, định chờ sau khi kết thúc sẽ níu nó lại để hỏi chuyện đàng hoàng, cũng thuận tiện hỏi xem tên tiểu tử thúi kia làm thế nào để dụ dỗ Dạ Hy, còn lừa nó lên giường đến mang thai. Chỉ tiếc là không đợi đến khi tiệc kết thúc, bọn nó đã bỏ trốn. Thật dũng cảm. Nói vậy cậu ta cũng đã biết rõ, nếu như để ba tôi bắt được, ông có thể lột sống của hắn ta một lớp ra. Dụ Thiên An ngơ ngác nghe, trái tim cô giống như bị lăng trì, như bị một lưỡi dao lạnh như băng xẹt qua mạch máu, tàn vỡ, xé đau, không thể ngăn chặn kìm nén. Điều này có quan hệ gì với tôi sao? Giọng cô run run, hỏi xong lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô tội mà lạnh nhạt. Nam Cung Minh Dạ quan sát cô, anh nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô. Không phải cô là bạn gái của cậu ta sao? Dụ tiểu thư, Dụ Thiên An đúng không? Cô bị chính bạn trai của mình lừa gạt, gặp gỡ thân cận với cô gái khác đến mức có cả đứa bé mà cũng không biết. Dụ Thiên An nhìn theo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt trong veo sắp tràn đầy nước mắt. Tôi nghe nói hai người ở chung một chỗ đã 5 năm rồi, phải không? À đúng rồi. Nam Cung Minh Dạ giống như là nhớ tới cái gì, bừng tỉnh rồi nói tiếp. Hai người dường như không phải bạn trai bạn gái, phải là vị hôn thê mới đúng. Là định kết hôn vào tháng 10 năm nay phải không? Tôi thấy trên tư liệu nói như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị mấy ngón tay của anh đùa giỡn trở nên linh lung yếu ớt, cơ hồ chỉ cần bóp một cái là tan vỡ. Tôi cũng vậy. Nghe nói Nam Cung Dạ Hy tiểu thư là khuê nữ con nhà giàu điển hình của giới xã hội thượng lưu, băng thanh ngọc khiết. Nếu như không phải nghe anh nói, tôi còn không biết thì ra cô ấy lại ác tâm như vậy. Dụ Thiên An không lưu tình phản bác lại, ánh mắt của cô sắc bén như băng. Trong nháy mắt, đôi mắt của Nam Cung Minh Dạ ngưng kết một tầng khí lạnh. Dụ Thiên An, cô nói cái gì? Anh nhàn nhạt hỏi, âm điệu thong thả chậm chạp. Tôi nói là cái gì tôi cũng không biết. Tối hôm qua bọn họ đã bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, vị hôn phu Trình Dĩ Sinh của tôi còn nói với tôi là phải chờ anh ấy về nhà. Kết quả là anh ấy lại lôi vị tiểu thư giàu có chạy mất không có tin tức. Tôi cũng rất vô tội. Cô đã hết sức đè nén, nhưng giọng nói vẫn phát run. Nam Cung thiếu gia, đừng coi tôi giống như người của anh. Vinh mặt hất hàm sai khiến, tôi cũng là người bị hại. Anh không có quyền coi tôi như phạm nhân mà bắt trói tới chỗ này. Không phải là anh rất có bản lĩnh sao? Có bản lĩnh thì chính mình tự đi mà tra. Dụ Thiên An lạnh lùng nói xong, quay mặt thoát khỏi mấy ngón tay của anh, xoay người rời đi. Một trận gió phất qua bên tai, tay của cô vừa mới cầm đến tay nắm mở cửa liền bị người chế trụ bả vai, hung hăng túm tóc cô lôi đến trước mặt anh. Dụ Thiên An lảo đảo té xuống, đau đến ngửa đầu lên, thân thể nhào vào trong ngực của anh. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, cô muốn tôi phá lệ phải không? Nam Cung Minh Dạ lạnh lùng quan sát cô gái nhích nhác ngã vào, nhào vào ngực mình. Nhìn cô rõ ràng là trắng nõn ngọt ngào động lòng người, nhưng lại cố tình nói những lời khiến người ta hận. Trong lòng anh có chút cảm giác quỷ dị, chỉ nghĩ muốn hung hăng dạy dỗ cô cho đến khi thuần phục mới thôi. Dụ Thiên An đã cố nhịn không khóc suốt cả một ngày,
Vào lúc này, rốt cuộc nước mắt nặng nề rơi xuống, ủy khuất cùng vô tội của cô nối thành sông, chảy thành biển. Đó là chuyện bao lâu về trước rồi. Mỗi ngày cô cùng Trình Dĩ Sinh đi sớm về tối làm việc ở thành phố xa lạ này. Cô làm nhân viên ở một công ty nhỏ kiêm dạy kèm tại nhà. Anh làm phục vụ ở Pizza Hut kiêm ca sĩ ở một quán bar. Bọn họ ấm áp yêu thương lẫn nhau. Anh nói, Thiên Tuyết, anh chỉ bằng lòng để cho em khổ cực mấy năm. Vài năm sau, anh nhất định vượt lên mọi người, mang lại hạnh phúc cho em. Anh còn đây, hạnh phúc của cô đâu? Ở nơi nào? Thậm chí trước một ngày tham gia tiệc sinh nhật của Nam Cung Dạ Hy, anh vẫn còn thề thốt, mượn cô mười mấy vạn tiền, nói rất nhanh sẽ hoàn lại. Anh thành lập ban nhạc nên cần tiền, về sau thành công sẽ lập tức cưới cô. Đúng vậy, dĩ nhiên cô đã đưa cho anh mười mấy vạn mà cô dành dụm. Số tiền đó là chuẩn bị cho Thiên Nhu làm giải phẫu thay giác mạc. Nhưng đúng đêm đó, tại bữa tiệc của nhà Nam Cung, nhìn những ánh đèn lóe sáng, đôi mắt anh mê ly tỏa sáng, thoát khỏi tay của cô. Anh quanh co nói, em về nhà chờ anh. Chờ về nhà nào? Nhà của ai đây? Dụ Thiên An gắt gao cắn môi, cắn đến mặt tái nhợt, cố gắng không để cho nước mắt tiếp tục rơi. Nam Cung Minh Dạ cũng hơi ngẩn ngơ, ở khoảng cách gần như vậy, tựa hồ cũng có thể ngửi được mùi vị nước mắt của cô, nặng nề rớt xuống một giọt, nếm vào trong miệng nhất định vị sẽ rất chát. Nam Cung Minh Dạ cũng hơi ngẩn ngơ, ở khoảng cách gần như vậy, tựa hồ cũng có thể ngửi được mùi vị nước mắt của cô, nặng nề rớt xuống một giọt, nếm vào trong miệng nhất định vị sẽ rất chát. Không tìm được em gái của anh. Anh đánh tôi làm gì? Gương mặt của cô trắng nõn, đôi mắt to tròn trong suốt lộ vẻ không khuất phục. Nam Cung Minh Dạ thoát khỏi tưởng tượng của mình, anh mím môi, lạnh lùng buông cô ra. Dụ Thiên An loạng choạng đứng không vững, chỉ có thể bắt lấy một ống tay áo của anh. Tôi nói hai chuyện. Thứ nhất, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô phải ở dưới sự giám sát của tôi. Nếu như Trình Dĩ Sinh trở lại tìm cô, tôi sẽ lập tức bắt được cậu ta, thuận tiện tìm được Dạ Hy. Thứ hai, có một chuyện rất quan trọng. Nam Cung Minh Dạ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Dạ Hy chưa cưới đã mang thai. Tin tức này chỉ có mấy người biết. Người của nhà Nam Cung tự nhiên sẽ không nói ra để tự mình vẽ mặt. Mà cô, tốt nhất cũng nên ngoan ngoãn mà câm miệng. Nếu không một khi tin tức lộ ra, tôi sẽ khiến cô biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dụ Thiên An ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe bi thương rồi biến mất. Tôi không phải là phạm nhân, anh không được giám sát tôi. Cô lên tiếng phản kháng. Cô có phải là phạm nhân hay không là do tôi định đoạt. Nam Cung Minh Dạ khinh miệt nhìn cô một cái. Chẳng lẽ anh không có biện pháp khác sao? Dụ Thiên An hét lớn. Nhà Nam Cung ở thành phố Z hô phong hoán vũ, vậy mà không tìm thấy hai người họ hay sao? Hai đứa nó nhất định còn ở thành phố Z. Tài khoản của Dạ Hy bị khóa rồi. Nhà ga sân bay, thậm chí là bến xe nhỏ, tôi cũng đã cho người giám sát. Chỉ cần bọn nó rời đi thì nhất định sẽ bị tôi tra ra. Dạ Hy không dám về nhà, Trình Dĩ Sinh chỉ có thể đến tìm cô. Dụ Thiên An, đừng nói với tôi đến lúc cô có thể đại nghĩa diệt thân mà tới nói cho tôi biết hành tung của hai đứa nó. Nam Cung Minh Dạ nói một cách chắc chắn. Phụ nữ đối với đàn ông luôn luôn mềm lòng. Ngẫm lại thử mà xem. Nếu như Trình Dĩ Sinh rơi nước mắt trở về cầu xin cô, cô có tha thứ cho cậu ta không? Trong lòng Dụ Thiên An đau xót, đôi mắt rưng rưng hơi rung động. Cô điên cuồng tìm kiếm cả một ngày, cuối cùng té ở trên ghế salon, cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ trong tuyệt vọng. Nhưng cô vẫn ảo tưởng Trình Dĩ Sinh sẽ trở về. Nếu anh thực sự chán nản đứng trước mặt mình rơi nước mắt, mình có thể hung ác, có thể tuyệt tình, có thể vì đây là lần thứ nhất bị tổn thương mà để người đàn ông này cút khỏi thế giới của mình không? Đau lòng mãnh liệt làm nước mắt dâng lên, lại bị chính cô cắn răng đè xuống. Nam Cung Minh Dạ cười lên, trong con ngươi thoáng qua chút châm chọc ác độc. Quả nhiên bị tôi đoán đúng phải không? Phụ nữ đều quá ngu ngốc, cũng giống như bộ dạng xinh đẹp của họ vậy. Dụ Thiên An vẫn còn đứng tại chỗ, anh đi tới cầm thứ gì đó ở trên bàn lên, nắm lấy cổ tay cô đeo vào. Cô cả kinh,
theo bản năng dãy giụa, nhưng trên cổ tay đã có một chiếc đồng hồ. Dụ Thiên An cau mày, hung hăng giật ra, lúc này mới phát hiện trên đồng hồ có một cái khóa nho nhỏ. Một tia sáng màu vàng lóe lên trong lòng bàn tay của anh rồi biến mất. Cổ tay của cô bị dây đồng hồ siết chặt. Anh làm cái gì? Cô cảnh giác nhíu mày hỏi. Để tôi dễ dàng tìm thấy cô. Nam Cung Minh Dạ đi tới, ngồi tựa trên ghế xoay, dáng người cao ngất, kiêu căng, lộ ra vẻ tao nhã phóng khoáng. Mặt anh giãn ra. Phương pháp này đơn giản nhất. Dụ Thiên An không thể tin được, tiếp tục dãy giụa, kết quả làm cho cổ tay của mình đỏ bừng. Cô coi đó là sỉ nhục hay sao? Đồ của nhà Nam Cung chúng tôi có bao nhiêu người muốn mà cũng không được. Cô còn ở đó mè nheo cái gì? Nam Cung Minh Dạ cau mày, hung tợn nhìn cô gái trước mắt. Một thân mặc bộ váy lễ phục màu xám cho ngắn trên gối, lộ ra đôi chân mịn màng trắng nõn, mái tóc đen dài xõa toán lạn, vẻ dịu dàng đặc hữu của người con gái phương Đông. Chẳng qua là tính tình sao lại quật cường như vậy? Dụ Thiên An ngừng dãy giụa, cô tháo ra không được, trong ánh mắt có chút chán nản. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông là trụ cột của nhà Nam Cung, trong lòng trăm điều rối rắm. Buổi tối lúc anh ngủ, ở trên giường có một cái chốt xiềng chân khóa vào cổ chân mình, thì anh có thể cảm nhận được cảm giác bây giờ của tôi có chút nào thoải mái hay không? Cô nhíu mày, thanh âm trong cổ họng nghẹn ngào khàn khàn. Nam Cung Minh Dạ nhíu nhíu mi, muốn nói điều gì đó, nhưng cô đã đi về phía cửa, lạnh lùng ra bước ra ngoài. Trong lòng anh không hiểu sao thấy căng thẳng, vội vàng theo cô. Dụ Thiên Tuyết đi một mạch xuống lầu. Cô hờ hững nói với hộ vệ mặc áo đen, đưa tôi trở về. Nam Cung Minh Dạ ra khỏi phòng, đứng ở trên lầu 2 kêu căng nhìn xuống. Anh hơi nheo mắt quan sát bóng dáng mảnh khảnh của cô. Thấy hộ vệ ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi xin ý kiến của mình, anh lạnh lùng thoáng nở nụ cười, xoay người chậm rãi đi trở về phòng. Đúng lúc mài giũa tính bướng bỉnh của cô rồi, hộ vệ thu hồi ánh mắt, nhìn Dụ Thiên An. Dụ tiểu thư, từ nơi này đi ra ngoài, cứ dọc theo đường quốc lộ đi về phía đông, đi thẳng là ra khỏi khu vực ngoại thành. Tiếp tục đi thêm 10 km nữa là đến đầu đường, ước chừng có thể đón xe. Đôi mắt của Dụ Thiên An chậm rãi ngừng trên mặt hộ vệ, cảm giác hô hấp cũng trở nên yếu ớt. Ý tứ có phải là cô tự mình trở về đi? Máy theo dõi trên cổ tay cũng có chút nóng, còn có da đầu hơi đau buốt cũng nhắc nhở cô. Đây chính là ý tứ của người đàn ông kia, là kiệt tác mà Nam Cung Minh Dạ lưu lại. Còn kiệt tác kế tiếp của anh chính là muốn nhìn cô một thân một mình trong đêm khuya vắng lặng. Cô sẽ đi về căn phòng thuê nhỏ bé của mình bằng cách nào? 10 km ở ngoại thành hoang vắng. Dụ Thiên An phất tay quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người tản mát chút tái nhợt. Cô cười châm chọc, nói thật rõ hai chữ: thiếu não. Nói xong, cô không do dự chần chừ đi ra ngoài. Bên ngoài, gió rét thấu xương thổi tạt vào mặt, cái lạnh cắt da cắt thịt. Cũng con đường này, cô vừa ngồi trên chiếc xe chạy như bay tới đây, bây giờ đột nhiên trở nên dài lê thê, đôi chân dài nhỏ nhắn không biết phải đi mất bao lâu. Đêm đã rất khuya, trong đầu cô chỉ nghĩ tới có chiếc xe nào không, bây giờ cái gì cô cũng không muốn. Nhưng cô không thể không nghĩ, cô không thể như thế này, tay trắng lại hoàn tay trắng. Trong đêm khuya rét lạnh thấu xương, đã bao lâu rồi cô không có cô đơn một mình trải qua. Trước mắt luôn có hình bóng của Trình Dĩ Sinh, anh ở bên cạnh che chở cô. Cô không cần cố giả bộ mạnh mẽ để không bị người khác khinh thường. Trong gió rét thấu xương, cô cố nhẫn nhịn không khóc, hai tay ôm chặt chính mình, thương tiếc bản thân. Trước kia cô kiên cường bởi vì luôn có một người cùng chịu đựng gian khổ với cô, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Trong mênh mông mù mịt, cô không biết phải đi về hướng nào. Đã tới nơi rồi chưa? Ở đâu là phía đông? Ngày mai lúc tỉnh lại, cô nên làm gì bây giờ? Trời rất lạnh, cô ôm chặt hai vai của mình, run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trong suốt rưng rưng nước mắt. Có tiếng nhạc từ trong túi vang lên, cô hơi run run bắt máy. Alo. Alo, là chị phải không? Một thanh âm êm ái cẩn thận từng đi từng tí truyền đến. Dụ Thiên An ngẩn ra. Thiên Nhu. Cô dừng một chút, vội vàng áp chế giọng nói có hơi nghẹt mũi của mình,
cố thông cổ thông họng để âm điệu mềm mại hơn. Em làm sao vậy? Không phải đang ở viện điều dưỡng sao? Trễ thế này sao còn gọi điện thoại cho chị? Chị đang ở đâu? Gió lớn quá. Thanh âm của cô gái nhỏ giống như những bông tuyết đang chậm chậm rơi rơi. Nghe tiếng chị, trong lòng của Dụ Thiên An ấm áp vô cùng. Chị đang ở trên sân thượng. Tiểu Nhu, sao em còn chưa ngủ? Hôm nay chị quên gọi điện thoại cho em. Thật xin lỗi. Dạ không có sao. Ngày mai chị có thể đến thăm em không? Hôm nay bác sĩ Lam đã đến phòng bệnh thăm em. Nói có một người bạn của anh ấy tìm được giác mạc. Giác mạc thích hợp. Anh ấy nói muốn chị đến để nói. Thanh âm của Thiên Nhu ngày càng nhỏ. Cô biết chị của mình làm việc vất vả, thay giác mạc lại cần rất nhiều tiền. Cô có chút ngượng ngùng khi mở miệng. Nhưng sau tai nạn giao thông, cô đã mù ròng rã 3 năm. Đích thực, cô rất muốn mở to mắt để nhìn thế giới bao la. Ngón tay của Dụ Thiên An đang run rẩy. Cô đưa tay che trán để xoa dịu cảm xúc, cũng muốn cản bớt một chút gió lạnh. Ừ, được rồi. Chiều ngày mai chị tới thăm em. Chị cũng sẽ đi nói chuyện với bác sĩ Lam. Dạ. Thiên Nhu ngoan ngoãn đáp lời. Cô nhẹ nhàng cọ cọ điện thoại. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Chị, em nhớ chị. Một câu nói khiến Dụ Thiên An rơi lệ thêm lần nữa. Cúp điện thoại, cô mơ hồ đi trong đêm tối, càng lúc càng tuyệt vọng. Tìm được giác mạc rồi, đã tìm được rồi. Nhưng cô biết lấy gì để cho Thiên Nhu làm phẫu thuật đây? Người đàn ông vẫn luôn đứng sau lưng chống đỡ cho mình đột nhiên phản bội, lấy đi tất cả số tiền mà cô khổ cực dành dụm suốt mấy năm trời. Cô muốn nở một nụ cười vui vẻ vì Thiên Nhu mà vui mừng trong lòng, nhưng cô không thể. Không biết đi bao lâu mới đến được nơi gọi là đường lớn. Gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên An tái nhợt. Cô đưa tay đón xe, trong đầu suy nghĩ, ngày mai nhất định sẽ có hy vọng, phải hay không? Trong ánh đèn ấm áp, tiếng đàn violon du dương khiến bên trong phòng ăn xa hoa cao cấp có vẻ cao nhã khác thường. Nam Cung Minh Dạ đang trên đường đi tới. Người phục vụ có quốc tịch châu Âu ân cần mở cửa cho anh. Nhìn anh cao ngất trực tiếp bước vào phòng ăn. Trong đại sảnh, một người đàn ông mang theo nụ cười tà mị tiến lên đón chào. Gọi điện thoại cho cậu đã 2 tiếng rồi, sao bây giờ mới tới đây? Lêu lổng cùng với cô gái nào hả? Lạc Phàm Vũ vừa cười vừa hỏi. Gần đây không có hứng thú. Nam Cung Minh Dạ kéo cà vạt một cái, cau mày nói. Bởi vì chuyện của Dạ Hy. Lạc Phàm Vũ nhíu mày hỏi, bước theo anh cùng đi tới phòng bao cao cấp. Còn có chuyện gì khác nữa sao? Quyền thế của nhà Nam Cung lớn như vậy mà cũng không có biện pháp tra ra được vị trí của hai người họ, thật đúng là khiến mình kinh ngạc. Lạc Phàm Vũ đùa cợt cười rộ lên. Nam Cung Minh Dạ cũng nở nụ cười âm lãnh như băng. Nhớ tới gương mặt của Trình Dị Sinh đêm hôm đó, bàn tay của anh chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Tên tiểu tử kia tốt nhất nên cầu nguyện đừng có rơi vào trong tay anh. Muốn ăn chút gì không? Lạc Phàm Vũ vừa đi vừa hỏi. Nhà hàng này là một mình anh quản lý. Đến chỗ này đều là các nhân vật nổi tiếng tiêu tiền như nước, mà việc làm ăn của nơi ăn chơi trác táng này anh cũng không buồn nhập vào sổ sách. Tùy tiện. Nam Cung Minh Dạ nhíu mày rồi chậm rãi thả lỏng. Nhưng mà đừng có giở trò gì. Gần đây mình không có tâm tình đụng vào phụ nữ. Lạc Phàm Vũ cười rộ lên. Mình biết rõ là phẩm vị của cậu cao, loại phụ nữ bình thường cậu đâu có để ý. Hay là cậu vì vị hôn thê đẹp như thiên tiên đó mà thủ thân như ngọc? Đôi mắt của Nam Cung Minh Dạ chợt lóe lên, trong con ngươi thoáng hiện một tia sáng. Thủ thân như ngọc, đó là cái gì? Anh cười khe khẽ, kêu á một tiếng. Sự kiêu căng trong mắt đã nói rõ tất cả. Chẳng qua là ở tại lối rẽ, trong nháy mắt, một giọng nói truyền đến. Trong trẻo lạnh lùng nhưng trôi chảy, âm cuối gọn gàng lưu loát lại có chút chọc người. Trong lúc vô tình, Nam Cung Minh Dạ quay đầu nhìn một cái. Bỗng ánh mắt của anh bình tĩnh dừng trên một bóng dáng. Bộ lễ phục màu cho đã được thay ra. Trên người cô mặc đồng phục đơn giản của nhân viên phục vụ, da thịt vẫn trắng nõn mềm mịn. Dụ Thiên An nâng tay nhìn bảng ghi chép, cất cây viết vào túi áo. Hai phần bò bít tết tiêu đen sẽ có ngay, xin chờ một chút.
Thân ảnh mảnh khảnh của cô vòng qua bàn ăn đi vào bên trong. Gần tới bên trong thì bước chân của cô hơi nhanh. Nhìn đồng hồ trên tay đã thấy sắp 8 giờ. Cô quyết định đưa xong phần ăn này sẽ lập tức đi đến viện điều dưỡng. Hy vọng bác sĩ Lam vẫn còn ở trong phòng bệnh cùng với Thiên Nhu. Cậu nhìn cái gì? Lạc Phàm Vũ thấy anh dừng bước, nghi ngờ hỏi. Nam Cung Minh Dạ không nói lời nào, chỉ cắm tay vào túi quần. Anh nhìn cô gái nhỏ cẩn thận chu đáo vừa mới chạy vào. Dụ Thiên An, không sai, chính là cô. Dừng lại chưa tới mấy giây, bóng dáng kia lần nữa từ bên trong đi ra ngoài, trong tay bưng hai phần bò bít tết. Lạc Phàm Vũ cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của anh, cẩn thận suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh ra. Đây là cô gái mà đã xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Dạ Hy đêm hôm đó. Anh quả nhiên kết luận, tự lẩm bẩm một mình. Minh Dạ, tóm lại cô ấy có lai lịch như thế nào? Ngày đó mình có hỏi cậu, nhưng cậu cũng không nói cho mình biết. Không ngờ cô ấy lại làm việc trong nhà hàng của mình. Lạc Phàm Vũ nói xong liền cười lên. Suốt của cô ấy đến đây làm lúc nào? Đến khi cảm giác có gì đó không đúng, Lạc Phàm Vũ mới ngẩng đầu lên, thấy trên mặt của Nam Cung Minh Dạ có một tia châm chọc. Cô ấy là bạn gái của Trình Dĩ Sinh. Trình Dĩ Sinh? Lạc Phàm Vũ kinh ngạc. Là tên làm công lừa gạt em gái của cậu. Nam Cung Minh Dạ không nói gì nữa, nhấc chân đi nhanh về phía phòng bao. Vụ tai tiếng của nhà Nam Cung vô cùng ồn ào huyên náo. Anh đã bị phiền nhiễu hai ngày nay rồi, giờ phút này dù một chút cũng không muốn nhắc lại. Chẳng qua là Lạc Phàm Vũ đang há to mồm nghĩ lại câu nói kia. Cô ấy là bạn gái của Trình Dĩ Sinh. Một hồi lâu anh mới thở ra, nói: thật phí của trời. Một cô gái đẹp kinh tâm động phách như vậy, chỉ bưng thức ăn thôi cũng khiến tim người ta đập nhanh hồi hộp. Chỉ là một bộ đồng phục bình thường, nhưng khi mặc lên người cô cũng có mùi vị khác thường. Một bên mặt của cô ướt nhẹp mồ hôi, có vài sợi tóc dính trên đó, nhìn vô cùng chọc người. Cô ấy thực sự là bạn gái của Trình Dĩ Sinh. Dụ Thiên An nóng ruột, dùng sức mở dây buộc sau lưng. Cô cởi đồng phục ra quay người lại, liền có một đống phiếu đưa tới trước mặt. Cô cả kinh đứng lại. Cô cắn môi, cầm những tờ phiếu lên khó nhọc nói: chị Thanh, 8 giờ tối em nhất định phải đi. Em đã xin nghỉ. Mấy phiếu này chị có thể giao cho Tâm Tâm đi làm được không? Thời gian của em không còn kịp rồi. Cô gái được gọi là chị Thanh đang bề bộn, cau mày nhìn sang, rút bớt mấy tờ phiếu ra rồi vỗ vỗ tay của cô. Những phiếu khác để tôi lo. Cô đi đưa phiếu này ngay lập tức. Dụ Thiên An nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, trên trán rịn ra mồ hôi, gấp gáp giải thích: nhưng đã hết giờ rồi. Nếu như trễ thêm nữa, em không bắt được xe đi viện điều dưỡng. Chị Thanh, cô có còn muốn tiếp tục làm ở chỗ này không? Chị Thanh vội vàng dậm chân, lúc ngẩng đầu trong mắt đã tức giận. Dụ Thiên An, cô cho rằng mình cao quý có thể đi bên cạnh người giàu có? Không ai dám kêu cô đi đưa thức ăn trong lúc cô định đi thăm em gái. Còn muốn làm việc thì khiêm tốn cho tôi. Cô biết tên của ai ở bên dưới phiếu này không? Tôi nói lại một lần nữa, ngay lập tức. Nếu không tối nay cô thay đồng phục ra đi, tôi không có ý kiến. Nói xong, cô ta bước qua đụng mạnh vào bả vai của Dụ Thiên An, tiếp tục sai bảo người khác làm việc. Bả vai bị đụng đau, trong lòng khuất nhục, Dụ Thiên An ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi tái nhợt. Cô cố sức đè xuống sự mệt mỏi cùng lo lắng, cầm tờ phiếu lên, nhanh nhẹn buộc lại dây lưng đồng phục rồi tiếp tục làm việc. Thiên Nhu, em ngoan ngoãn, đợi chị một chút. Trước cửa phòng bao xa hoa, cô tranh thủ một tay gõ cửa phòng. Xin hỏi tôi có thể vào không? Không ai trả lời, cô gõ cửa thêm lần nữa. Bên trong có tiếng trả lời, vào đi. Cô mới dám đẩy cửa đi vào. Quanh cái bàn tròn lưu ly, hai người đàn ông cao ngất chói mắt kiêu ngạo đang ngồi. Họ hời hợt trò chuyện. Trong đó có một người giơ tay nhấc chân đều có quý khí quyền thế, ngay cả nụ cười cũng kiêu căng ngạo mạn. Tay của Dụ Thiên An run lên, cô giật mình đứng yên tại chỗ. Xin lỗi, đã đợi lâu. Đây là thịt bò bít tết của quý khách. Thật lâu cô mới tìm lại được thanh âm của mình, đầu óc ong ong rối loạn. Cô đi lên đặt cái mâm trước mặt bọn họ. Lúc đi tới phía sau Nam Cung Minh Dạ, cô cảm giác như có gánh nặng trên lưng mình. Thực sự cô không nghĩ tới lại đụng phải Nam Cung Minh Dạ ở chỗ này. Anh vẫn đang nói chuyện cùng với Lạc Phàm Vũ,
giống như không nhìn thấy cô, nhưng lại khiến cô ngửi được mùi vị lãnh ngạo khiếp người ở trên người của anh. Trong đầu của Dụ Thiên An thầm nói đáng chết. Cô im lặng, ngoan ngoãn chia nước sốt thay bọn họ, chỉ muốn làm xong rồi nhanh chóng rời đi. Cô thực sự sắp trễ xe rồi. Nhưng mà càng nhanh thì càng vội, càng vội thì lại càng loạn. Đầu ngón tay vừa xé ra khói sốt thì lại bắn tung tóe lên bộ áo phục màu trắng của Lạc Phàm Vũ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Dụ Thiên An đã trắng bệch. Cô vội vàng rút khăn giấy trên bàn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vị thiếu gia này, tôi không phải cố ý. Nam Cung Minh Dạ để dao nĩa xuống, kéo khăn lau miệng, chăm chú nhìn cô. Hả? Lạc Phàm Vũ cũng cau mày kêu lên một tiếng bất mãn. Vốn là có tính thích sạch sẽ nên anh rất ghét âu phục của mình bị dính bẩn. Nhưng cô gái nhỏ trước mặt này rõ ràng bị dọa sợ. Lúc cô tiếp cận anh để lau y phục, anh cũng có thể thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, rất là vui tai vui mắt. Lạc Phàm Vũ cũng cau mày kêu lên một tiếng bất mãn. Vốn là có tính thích sạch sẽ nên anh rất ghét âu phục của mình bị dính bẩn. Nhưng cô gái nhỏ trước mặt này rõ ràng bị dọa sợ. Lúc cô tiếp cận anh để lau y phục, anh cũng có thể thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, rất vui tai vui mắt. À, được rồi, đừng lau nữa. Lạc Phàm Vũ ngoài ý muốn cười cười, đưa tay lấy khăn giấy trong lòng bàn tay của cô. Không thấy càng lau càng dơ sao? Thật xin lỗi. Dụ Thiên An cực kỳ ảo não, cô cau mày giải thích. Thực sự là tôi không cố ý, tôi... Cô rất muốn nói, tôi đền cho anh một bộ quần áo khác. Nhưng người đàn ông này có thể ăn cơm chung một chỗ cùng với Nam Cung Minh Dạ, giá trị trên người anh ấy là bao nhiêu? Trong lòng cô có một trận co rút đau đớn, gương mặt nóng hổi, không dám nói ra mấy chữ kia. Thiếu gia. Lạc Phàm Vũ nâng cao ngữ điệu. Em không biết tôi là ai. Dụ Thiên An cố áp chế sự xấu hổ, cô đỏ mặt, thành thần lắc đầu. Lần này Lạc Phàm Vũ có phần ngượng ngùng, còn Nam Cung Minh Dạ thì không nhịn được cười khẽ một tiếng. Khóe môi tuấn giật nhích lên, vẻ tà mị khiến trái tim người nhìn đập liên hồi. Dụ Thiên An sững sờ, cô không biết mình sai ở chỗ nào. Nhớ kỹ, cậu ấy là ông chủ của nhà hàng này, là cấp trên của cô. Mỗi phần tiền cô kiếm được cũng là do cậu ấy quyết định cho hoặc không cho. Dáng vẻ tươi cười tà mị không còn, ánh mắt khiến người ta khiếp sợ của Nam Công Minh Dạ nhìn cô. Có hiểu chưa? Đúng là một đêm hỏng bét. Bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên An đứng trước mặt anh, hơi thở mỏng manh, cô nhận lỗi. Đã hiểu. Đừng dọa cô ấy. Trái lại, Lạc Phàm Vũ vẫn tự nhiên thoải mái, thò tay khều cằm của Dụ Thiên An một cái. Anh cười híp mắt. Tôi đi ra ngoài thay bộ quần áo. Người đẹp, chớ khẩn trương. Dụ Thiên An hoảng sợ hết hồn. Đến khi phản ứng kịp thì Lạc Phàm Vũ đã đi ra ngoài rồi. Anh còn thuận tay đóng cửa phòng bao lại. Cô sợ run, nhưng chỉ một giây sau liền giơ lưng bàn tay lau lau cằm của mình. Sự kinh hãi trong lòng nổi lên bốn phía. Phải gió, người đàn ông kia mới vừa làm cái gì? Cô không thấy. Trong mắt của Nam Cung Minh Dạ chợt thoáng lạnh lẽo. Có tin tức chưa? Tâm tình của anh trở nên kém hẳn, lạnh lùng hỏi. Dụ Thiên An đang ra sức trả sát cằm của mình. Cô suy tư một chút mới hiểu ra là anh đang nói cái gì. Chỉ có thể tạm thời đè xuống sóng to gió lớn trong lòng. Cô lắc đầu một cái. Không có. Suốt cả ngày nay, cô đã tận lực để mình đừng nhớ tới Trình Dĩ Sinh. Ở công ty cô bận rộn từ sáng đến chiều, tối lại chạy tới nơi này để làm việc vặt. Chính là vì không muốn trở về căn phòng thuê nhỏ bé, cũng để bản thân không nhớ tới tên đàn ông bạc tình phản bội đó. Nam Công Minh Dạ thoáng cười cười, có chút thích thú giễu cợt. Tôi nghĩ ngày đó tôi quên hỏi cô một chuyện. Từ chỗ ngồi anh đứng dậy, thân hình cao lớn rắn giỏi. Trong nháy mắt, cảm giác áp bách khiến người khác khiếp sợ. Anh chậm rãi đi tới gần cô. Tôi nghe nói cô đã từng cho Trình Dị Sinh một khoản tiền, cho nên tên đó mới có tiền mà mang theo Dạ Hy chạy trốn, phải không? Một khoản tiền. Hô hấp của Dụ Thiên An bỗng nghẹn ngào chua xót, cổ họng giống như mắc kẹt không thể phát ra được thanh âm. Cô nhớ tới Thiên Nhu của mình, mỗi ngày vẫn còn nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt bị băng gạc bao kín. Cô gật đầu loạn xạ, cầm cái dĩa trên bàn ăn lên, thanh âm khàn khàn. Vâng, đúng vậy. Tôi còn có việc phải làm.
Nếu như người kia quay lại, phiền anh giúp tôi nói xin lỗi anh ấy. Y phục nếu như không thể mặc được nữa thì tôi sẽ đền. Tôi sẽ không chạy. Hẹn gặp lại. Vừa nói xong cô liền xoay người, đôi tóc quét qua lồng ngực cường tráng của anh. Nam Cung Minh Dạ cứ có cảm giác dường như đã rất nhiều lần cô gái nhỏ trước mặt mình vội vàng hất đầu bỏ đi. Đáng lẽ anh không muốn đuổi theo, chẳng qua sắc mặt từ từ rét run. Cuối cùng, ngay tại lúc Dụ Thiên An mở cửa, anh mím chặt môi, xanh mặt đi qua. Ầm, cửa đóng lại. Tay của anh chặn ngang eo, ôm cô kéo trở lại. Thân thể của Dụ Thiên An đụng vào lồng ngực cường tráng của anh, cô khẽ kêu ra tiếng. Dụ Thiên An. Nam Cung Minh Dạ thấp giọng gọi tên cô, anh nghiến răng. Cô rất không thích nhìn thấy tôi. Cánh tay của anh so với sắt thép còn cứng hơn, quàng ngang qua eo cô khiến cô không nhúc nhích được. Dụ Thiên An căng thẳng, trên trán rỉ ra mồ hôi mịn li ti, vài sợi tóc dính trên mặt nhìn rất chọc cười. Tôi không có. Nam Cung thiếu gia, là tôi không có thời gian. Anh có thể buông ra được không? Không có thời gian. Con ngươi âm lạnh của Nam Cung Minh Dạ co lại, ánh mắt thâm thúy chậm rãi lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, trượt xuống cổ áo là bộ ngực trắng như tuyết đang phập phồng. Đồng phục phục vụ rất bảo thủ, bởi vì nóng nực mà cô mở ra một nút áo, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh xuân đẹp đẽ đang phập phồng lên xuống bên trong. Bất ngờ, một tia nóng rực từ dưới bụng như bốc cháy lên, xông thẳng vào trong đầu của anh. Lúc này, Dụ Thiên An mới chú ý tới tầm mắt của anh đang rơi vào nơi nào. Cô giật mình một cái, đột nhiên đỏ mặt dãy giụa. Anh, lưu manh. Cô níu lấy cổ áo, ra sức thúc cùi trò về phía sau một cái. Nam Cung Minh Dạ không dự đoán được cô phản ứng như vậy. Ngực của anh bị cô thúc một cái thật mạnh, không đau lắm, nhưng theo bản năng anh thả tay, mặc cho cô ôm ngực chạy thục mạng. Anh kiêu căng dương mắt nhìn, thấy cô thất kinh thụt lùi về phía sau, lại đụng vào cái bàn, đau đến nỗi nhíu chặt mày. Nam Cung Minh Dạ, anh làm sao anh lại hạ lưu như vậy? Dụ Thiên An đỏ mặt mắng một câu, giận đến không biết nên làm sao. Cô cho rằng thiếu gia nhà quyền thế nhiều lắm chính là ngạo khí cùng dã man không hiểu chuyện mà thôi, nhưng thật không ngờ anh thế mà cũng ác tâm khiến người ta chán ghét như vậy. Nam Cung Minh Dạ nheo mắt nhìn phản ứng của cô, anh cũng không giải thích, chẳng qua là nâng ly rượu trên bàn lên, chậm rãi thưởng thức một hớp. Không cẩn thận nhìn thấy mà thôi, không cần sợ tôi như vậy. Cô nên biết, loại phụ nữ giống như cô vậy, coi như có cởi hết đứng ở trước mặt tôi cũng không có hứng thú chạm vào cô. Giả bộ trong sạch cương trực cái gì? Giọng nói của anh chậm chạp du dương, lại có ý châm chọc mỉa mai. Anh, Dụ Thiên An trợn to hai mắt, không nghĩ tới anh lại nói như vậy. Anh có thể tôn trọng người khác một chút được không? Cái gì gọi là loại phụ nữ giống như tôi? Tôi biết rõ anh là người có tiền, anh cao ngạo, nhưng có cần thiết phải xỉ nhục người ta? Là Trình Dĩ Sinh mang em gái của anh đi, tôi không có lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô run rẩy nói. Trong lòng cô vô cùng chua xót, nhìn người đàn ông tuấn mỹ chói mắt như một vị thần trước mặt. Anh trầm ổn, khí tức cao quý, có thể khiến người khác sợ hãi không dám động đậy. Đúng là chỉ cần một nụ cười lạnh, một lời nói khinh thường là có thể tựa như ngân châm tàn nhẫn độc ác, làm nhói đau lòng người. Không hiểu sao, lòng của Nam Cung Minh Dạ lạnh đi mấy phần. Cạch, nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, ánh mắt anh thâm thúy nhìn Dụ Thiên An. Tôi cũng có chút kỳ quái, có bản lĩnh quyến rũ đàn ông giống như cô, sao lại có thể an phận cùng một loại đàn ông giống như Trình Dĩ Sinh cùng đi chung một con đường đây? Anh nhíu mày, giọng nói càng lúc càng lướt nhẹ. Anh có ý tứ gì? Dụ Thiên An ngờ vực hỏi, trong đôi ngươi là một mảnh long lanh sáng trong. Nam Cung Minh Dạ cười lạnh hai tiếng, đôi tay cắm vào túi quần đi tới. Mấy phút? Mới mấy phút mà thôi, cô cũng đã câu lên một người đàn ông đẳng cấp kim cương. Đừng nói với tôi là cô không nhìn ra. Phạm Vũ vừa gặp liền có cảm giác đối với cô. Nếu như cậu ấy muốn cô trốn không thoát. Trên người anh có hương thơm tinh khiết của rượu đỏ xông tới, kích thích Dụ Thiên An có phần chóng mặt. Cô không kịp phản ứng, ngón tay ấm áp của anh đã chạm vào trên trán của cô.
nhẹ nhàng đẩy cái trán mềm mại của cô ra. Gương mặt thật mê người. Kia là gương mặt tinh xảo chỉ lớn cỡ bàn tay. Đôi mắt long lanh trong veo, đồng tử đen bóng như một loại ngọc đen, chóp mũi hơi vểnh, sống mũi cao thẳng, làm tăng thêm mấy phần mùi vị linh động. Độ cong nhu hòa ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại cứ lộ ra một chút quật cường, làm cho lòng người khiếp đảm. Dụ Thiên An có cảm giác mình giống như vật cưng ở trước mặt anh, mặc cho anh suy nghĩ lựa chọn. Cô vội vàng tránh ra, ngón tay thon dài kia chạm tới khiến cô sắp không chống cự được. Tôi không biết ai là Phạm Vũ. Thực sự là cô không hề biết người đàn ông mới vừa đi ra khỏi phòng, cái gì mà quyến rũ, cái gì mà mê người, tất cả cô đều không biết. Đang lúc cô lui về phía sau, nháy mắt, trong túi vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Để bi thương hóa thành dòng nước ấm, cho anh một lối thoát duy nhất. Trong lòng em, anh là chim bồ câu trắng, ai có thể đến đây thả anh bay đi. Dụ Thiên An cúi đầu, cô biết là điện thoại di động của mình đang reo. Đợi quá lâu đúng không? Thiên Nhu cũng bắt đầu sốt ruột. Điện thoại của ai? Tầm mắt của Nam Công Minh Dạ dừng tại túi áo của cô. Anh cau mày không hiểu, hỏi ra một câu. Dụ Thiên An cố gắng chỉnh đốn tâm tình, vừa móc điện thoại di động từ trong túi áo ra, vừa cầm lấy mấy cái dĩa trên bàn ôm vào trong ngực. Không biết. Tôi cũng không cần nói cho anh biết. Tôi thực sự không có thời gian. Đi trước. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn thoáng qua một chút ưu thương, cô xoay người rồi đi. Dù Thiên An thề, cô thực sự nghĩ rằng vào giờ này chỉ có Thiên Nhu gọi điện thoại tới, cho nên khi cô nhìn thấy trên màn hình màu xanh da trời lấp lánh hiện hai chữ Dĩ Sinh, đây, dây cung trong lòng đột nhiên đứt đoạn. Tay của cô run lên, nhất thời sắc mặt cũng trắng bệch. Nam Cung Minh Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, đôi mắt lạnh lùng hơi híp lại. Anh không hề muốn cứ phải theo dõi nhất cử nhất động của cô như vậy. Tuy nhiên anh nhạy cảm phát hiện ra trong ánh mắt của cô có sự lo lắng kinh hoàng. Cô đang sợ. Vậy là điện thoại của ai? Cô chờ một chút. Nam Cung Minh Dạ cau mày, thanh âm cũng lạnh xuống. Dụ Thiên An giả bộ không nghe thấy, cô kéo cửa vừa định đi ra ngoài. Tôi kêu cô đứng lại. Nam Cung Minh Dạ bước nhanh tới gần, cô hốt hoảng mở cửa chạy đi. Trong chớp mắt, anh hung hăng bắt được cổ tay của cô. Nghe cô kêu đau một tiếng, anh dùng sức kéo cô trở lại. Mấy cái dĩa trong tay Dụ Thiên An rơi xoảng trên mặt đất. Cô vội vàng kêu lên. Là điện thoại của em gái tôi. Nam Cung Minh Dạ, anh buông ra, đừng nhìn. Nhưng không còn kịp nữa, đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cung Minh Dạ đã quét qua nội dung trên màn hình di động của cô. Quả nhiên, Trình Dĩ Sinh gọi điện thoại cho cô ấy rồi. Tên khốn kiếp này. Nam Cung Minh Dạ hung tợn rủa thầm một câu. Anh kéo thân hình mảnh mai của cô vào trong ngực, muốn bóp chặt cổ tay nhỏ bé của cô để đoạt lấy điện thoại di động. Nhưng Dụ Thiên An đã sớm nhạy bén phát hiện ra. Cô biết rõ, nếu Nam Cung Minh Dạ tìm được Trình Dĩ Sinh sẽ là hậu quả gì. Đó là Trình Dĩ Sinh. Đó là Dĩ Sinh. Nam Cung Minh Dạ, anh buông ra. Đau, buông ra. Dụ Thiên An đang cùng anh cướp đoạt la lối. Dưới tình thế cấp bách, cô giơ tay còn lại đặt lấy điện thoại di động, quăng mạnh vào góc tường. Cộp, điện thoại di động bị văng vào tường, pin cùng điện thoại rơi trên nền đất. Đương nhiên, tiếng chuông điện thoại cũng im bặt. Dụ Thiên An mở to miệng thở hổn hển, rốt cuộc sắc mặt trắng bệch cũng hòa dịu được một ít. Dụ Thiên An, một tiếng bạo giống vang to bên tai, suýt nữa làm vỡ màng nhĩ của cô. Gương mặt luôn luôn trầm tĩnh kiêu căng của Nam Cung Minh Dạ giờ đây đã bộc lộ cuồng nộ. Anh giận dữ gầm lên, kéo mạnh cô vào trong ngực của mình. Cô giống như bị choáng váng, đôi mắt lóe sáng sững sờ nhìn anh. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô liền trấn tĩnh không sợ hãi đối mặt với anh, ánh mắt thản nhiên bình tĩnh. Đáng chết, cô đang làm gì? Hả? Anh cố đè xuống lửa giận, căm tức nhìn cô. Dụ Thiên An bị tay của anh chèn lên eo ôm chặt trong ngực. Tim của cô thình thịch đập dồn dập. Ở khoảng cách gần như vậy, cô không có chỗ nào trốn tránh. Bàn tay to mạnh mẽ của anh hung hăng cầm lấy cổ tay trắng như tuyết của cô. Mặt của anh lại gần sát mặt cô. Nam Cung Minh Dạ hung tợn hỏi. Tôi đã từng nói với cô chưa? Một khi có tin tức của Trình Dĩ Sinh thì phải lập tức nói cho tôi biết. Dụ Thiên An, cô lại dám ở trước mặt tôi mà cắt đứt điện thoại của tên đó.
Cô muốn chết phải không? Một nỗi bi thương sâu sắc chảy qua trái tim của cô. Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên An nhìn anh, đôi môi tái nhợt, không nói một lời. Chẳng qua là thật đau đớn. Tay của anh nắm chặt làm đau cổ tay của cô. Cô có cảm giác bị anh siết chặt đến hít thở không thông. Nói chuyện. Thanh âm giống giận dữ dội của Nam Cung Minh Dạ suýt nữa lật cả nóc phòng. Anh cũng không rõ đến tột cùng là mình đang giận cái gì. Rõ ràng là xém chút nữa là có thể lấy được tin tức của Dạ Hy. Đứa bé kia từ nhỏ đã ở bên cạnh anh mè nheo làm nũng. Từ tấm bé đã được anh che chở cưng chiều, chưa từng chịu khổ. Có trời mới biết 2 ngày nay anh có bao nhiêu lo lắng cho em gái. Mà hiện giờ cô gái đáng chết trước mặt này vậy mà lại dám cãi lời của anh. Dụ Thiên An bị anh giống, trong đôi mắt đã dâng lên từng sương mù. Anh cũng đã nói, sau khi tìm được anh ấy sẽ lột một lớp da của anh ấy. Nam Cung thiếu gia, tôi khờ sao? Cô run rẩy nói. Cơn giận của Nam Cung Minh Dạ bị kích động lên tới cực điểm. Được, tốt lắm. Anh giận quá hóa cười. Sau khi cười xong lại hung hăng siết chặt cổ của cô, chậm rãi nói. Dụ Thiên An, tôi thực sự không nhìn ra một tên đàn ông phản bội cô cùng với cô gái khác bỏ trốn. Sống chết của cậu ta cũng đáng giá để cho cô duy trì. Cô không phải ngốc, cô là ti tiện. Sa tăng địa ngục ầm ầm phủ xuống. Hô hấp của Dụ Thiên An càng lúc càng yếu. Nghe được 2 chữ ti tiện, lòng cô như bị kim châm đau nhói. Nước mắt chua xót cũng không nhịn được nữa, theo gương mặt đỏ bừng vì kìm nén chảy xuôi xuống. Lửa giận của Nam Cung Minh Dạ thật lâu cũng không có biện pháp trở lại bình thường. Hô hấp của Dụ Thiên An càng lúc càng yếu. Nghe được 2 chữ ti tiện, lòng cô như bị kim châm đau nhói. Nước mắt chua xót cũng không nhịn được nữa, theo gương mặt đỏ bừng vì kìm nén mà chảy xuôi xuống. Lửa giận của Nam Cung Minh Dạ thật lâu cũng không có biện pháp trở lại bình thường. Cho đến khi nhìn thấy nước mắt của cô, động tác độc ác trên tay cuối cùng cũng không cách nào tiếp tục. Một giây kế tiếp, cô ho khan kịch liệt, gần như hít thở không thông, trong biểu tình lộ vẻ cầu khẩn khổ sở. Sắc mặt lạnh như băng của anh thoáng qua một tia lụn bại. Anh thầm mắng một tiếng, khốn kiếp, tay anh chậm rãi buông ra. Dụ Thiên An nặng nề ho khan mấy tiếng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy áo sơ mi của anh, há to miệng thở dốc. Trông cô bây giờ chật vật nhích nhác tới cực điểm. Nam Cung Minh Dạ chưa từng gặp qua chuyện khiến người ta phát điên như vậy. Rõ ràng trong lòng đã kìm nén cơn giận đến cực điểm, muốn phát tiết rồi lại sợ không kiềm chế được. Anh thực sự muốn bóp chết cô ngay trong ngực mình. Cô gái này, tôi cho cô biết, bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ hoàn toàn bị tôi giám sát, cho đến khi nào tìm được Dạ Hy mới thôi. Dụ Thiên An, cô tốt nhất đừng có chọc giận tôi nữa. Nếu như chuyện này xảy ra lần thứ hai, tôi sẽ khiến cô phải trả một cái giá rất cao. Anh nghiến răng nói mấy câu, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào mặt cô. Đáng chết, cô khóc cái gì? Hai bàn tay ấm áp nhất thời không nhịn được đặt lên gương mặt của cô. Ngón tay cái chạm vào chất lỏng lạnh như băng kia. Thế nhưng thêm lần nữa anh lại có lại xúc động mãnh liệt, muốn cúi đầu xuống nếm thử một chút những giọt nước kia, chúng có mùi vị ra sao. Dụ Thiên An sợ hãi hoảng hốt, mặt của cô bị hai bàn tay của anh bọc lại. Phút chốc cô giống như bị điện giật, vội tránh ra. Anh không có cái quyền đó, anh không có. Cô cau mày kêu lên, khôi phục lại tính khí quật cường của mình. Vừa mới nhu nhược cùng cầu xin tha thứ dường như là một loại ảo giác. Nam Cung Minh Dạ nhắm mắt lại, anh khẽ ảo não. Cô có thể nhìn thử xem tôi có hay không? Hai người đang giằng co thì cửa phòng bao chuẩn bị mở ra. Lạc Phàm Vũ một thân âu phục mới tinh đi vào. Anh có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Làm sao vậy? Anh hơi sửng sốt, mở miệng hỏi. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Dụ Thiên An giật mình một cái phản ứng lại. Có Lạc Phàm Vũ ở đây, cô không cần thiết phải sợ Nam Cung Minh Dạ như vậy. Lau nước mắt một cái, cô nhanh chóng đi vòng qua lượm điện thoại của mình bị ném trên đất lên. Chén dĩa trên bàn cũng không thu dọn, trực tiếp chạy ra khỏi phòng bao. Nam Cung Minh Dạ hơi nhíu nhíu mày đuổi theo cô. Lạc Phàm Vũ đầy lồng ngực của anh. Cậu chờ một chút, đợi chút. Suốt cuộc là thế nào? Cậu phải giải thích với mình một chút chứ. Không nhìn thấy cô gái nhỏ kia khóc sao? Cậu là tên khốn kiếp, không có thừa dịp lúc mình không có mặt mà khi dễ người ta chứ.
Ánh mắt hung ác tàn nhẫn của Nam Cung Minh Dạ trừng trừng nhìn bóng dáng vừa khuất dạng ở cửa phòng bao, lạnh lẽo đến mức khiến người khác toàn thân phát run. Cô gái này, đừng chạm vào. Chốc lát, xác nhận cô đã thoát khỏi phạm vi thế lực của mình, Nam Cung Minh Dạ mới nhìn chằm chằm vào Lạc Phàm Vũ, sắc mặt vẫn không thay đổi phun ra mấy chữ này. Cái gì? Lạc Phàm Vũ có chút kinh ngạc. Anh nhìn Nam Cung Minh Dạ thong thả xoay người tránh ra, ưu nhã kéo ghế dựa ra ngồi xuống, lạnh lùng rút ra một điếu thuốc, dáng người cao ngất kiêu căng có hơi thở khiếp người. Mình nói chuyện gì xảy ra? Cậu biết mình muốn chạm vào cô ấy? Lạc Phàm Vũ cười cười, cũng cùng đi theo qua. Trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì? Mình không nhìn ra được sao? Lạc Phàm Vũ cau mày. Được rồi, mình thừa nhận có chút coi trọng cô gái này. Ngày đó mình thấy cô ấy tại tiệc sinh nhật của Dạ Hy. Mình còn tưởng rằng cô ấy là thiên kim của nhà nào đó du học ở nước ngoài về. Không nghĩ tới cũng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường mà thôi. Ngón tay của Lạc Phàm Vũ khẽ vê vê trên mặt bàn. Anh nheo nheo đôi mắt ma mị. Hẳn là phải tranh thủ nắm trên tay mới được. Nam Cung Minh Dạ không nói gì, chẳng qua là nhớ tới bộ dáng nhỏ bé vừa quật cường vừa bướng bỉnh vừa cay cú đáo để. Anh cười lạnh hừ một tiếng. Mình bất kể cậu có phải thực sự coi trọng cô ấy hay không. Anh phủi phủi cho thuốc lá. Tóm lại cô gái này, tốt nhất cậu đừng động vào. Lạc Phàm Vũ cảm thấy buồn cười. Có ý gì nhá? Không phải là cậu muốn tranh giành với mình đấy chứ? Trước khi tìm được Dạ Hy, cô ấy không có tự do. Sắc mặt của Nam Cung Minh Dạ trầm xuống. Đó là chuyện của cậu có được hay không? Ảnh hưởng gì tới chuyện mình theo đuổi cô ấy? Lạc Phàm Vũ bất mãn kêu la, không kìm chế được cau mày lại. Anh cẩn thận chu đáo nhìn vị thiếu gia ngạo khí khó hiểu ở trước mặt này. Ánh mắt hung ác tàn nhẫn của Nam Cung Minh Dạ trừng anh một cái. Lạc Phàm Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng, nghẹn lại không nói lời nào. Đi. Nam Cung Minh Dạ không kiên nhẫn đứng dậy. Phẩm vị của cậu càng ngày càng thấp. Mắt nhìn phụ nữ của cậu cũng thế. Lạc Phàm Vũ cũng đứng dậy theo. Tâm tình của cậu không tốt, còn muốn trách người khác. Xác thực trong lòng của Nam Cung Minh Dạ vô cùng buồn bực, gương mặt tuấn tú lạnh như băng. Anh nhớ tới cú điện thoại ngoài ý muốn của Trình Dị Sinh, nhớ tới ánh mắt thống khổ thoáng qua của Dụ Thiên An. Lá gan của cô gái nhỏ cũng thật là quá lớn rồi. Trời ban đêm hơi lạnh, Dụ Thiên An đi tới nhanh tới trạm xe buýt. Tâm tình của cô rối tinh rối mù. Cô lao đi dòng nước mắt lạnh như băng trên mặt, hai tay ôm lấy hai vai ấm ấm của mình để thân thể thôi run rẩy. Lấy điện thoại di động trong tay ra lắp lại, mở máy. Tốt quá, còn có thể dùng được. Trên màn hình hiển thị dòng chữ cuộc gọi nhỡ, ngay phía bên dưới là cái tên Dĩ Sinh. Cô cắn mạnh môi một cái, đau đớn lan tràn ra, kích thích bản thân thanh tỉnh lại. Nhưng vẫn không thể nào thanh tỉnh. Đằng đằng bận rộn trong mấy ngày nay cũng không làm giảm bớt chua xót trong lòng của cô. Nhìn đến hai chữ Dĩ Sinh, nháy mắt, uất ức đột nhiên dâng lên, không thể đè nén được. Chịu đựng chua xót ở chóp mũi, cố hoàn hoãn cảm xúc, Dụ Thiên An lấy điện thoại di động ra, tay hơi run run bấm lại dãy số đó. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Giọng nói phục vụ khách ngọt ngào chậm rãi vang lên bên tai. Anh tắt máy. Dụ Thiên An tuyệt vọng đứng giữa trời đêm đầy sao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bóng tất cả oán hận uất ức không thể nói thành lời. Cô cười cười tự giễu, bấm kết thúc cuộc gọi, khóe mắt lại rưng rưng lệ. Đèn xe sáng choang quét tới bên này, là xe buýt đã đến. Trong lòng Dụ Thiên An căng thẳng, vội vàng chạy tới. Cô dùng sức đưa tay nắm lấy tay vịn để cho mình đứng vững. Nghĩ tới lát nữa sẽ gặp được Thiên Nhu, cô mới nuốt thật mạnh chua xót lại từ từ dâng lên ở trong lòng xuống. Bên trong viện điều dưỡng, ánh sáng lờ mờ tràn đầy phòng bệnh. Tiểu Nhu. Dụ Thiên An nóng lòng đi nhanh vào phòng bệnh, vừa đúng lúc thấy một người đàn ông mặc áo trắng đang chậm rãi đắp chăn cho cô gái nhỏ trên giường bệnh. Cử chỉ săn sóc thật dịu dàng, cô khẽ kinh ngạc. Bác sĩ Lam, đã trễ thế này, không nghĩ tới anh còn có thể ở chỗ này cùng với Tiểu Nhu. Chị. Thiên Nhu nghe được thanh âm quen thuộc, gương mặt quấn băng dài nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chỉ lớn chừng bàn tay.
Thiên Nhu bé nhỏ càng lúc càng nhu nhược mỏng manh. Thiên An, em đến rồi. Bác sĩ Lam thở phào một cái, cuối cùng cô đã tới. Dụ Thiên An cuống quýt gật đầu một cái. Cô bỏ đồ xuống, đi nhanh tới trước giường nhìn em gái. Thật xin lỗi, tối nay chị có việc. Nếu không chị có thể đến sớm hơn một chút. Tiểu Nhu, em cảm thấy thế nào rồi? Thiên Nhu lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Hôm nay bác sĩ Lam tháo băng gạc giúp em kiểm tra, tính cảm quang một chút. Không được tốt lắm. Dụ Thiên An căng thẳng trong lòng, cô sờ sờ tóc của Thiên Nhu. Tiểu Nhu, em ngoan, trước hết hãy nghỉ ngơi. Chị đi ra ngoài nói chuyện cùng với bác sĩ Lam, có được hay không? Dạ. Tiểu Nhu gật đầu một cái, mờ mẫm sờ soạng đụng được tới tay của cô, giọng nói thật thấp. Chị, tay chị lạnh quá. Mũi của Dụ Thiên An cay xè, cô khéo léo dàn xếp cho em gái thật tốt, chỉnh đốn tâm tình một chút, rồi đi theo bác sĩ Lam ra ngoài. Giác mạc này là một người bạn của tôi ở nước ngoài tìm được, bây giờ đang ở Hồng Kông, mấy ngày nữa mới có thể tới thành phố Z. Giọng nói của bác sĩ Lam chậm rãi trầm thấp. Nói xong, ánh mắt của anh bao phủ cô gái bên cạnh, nghiêng đầu để cho cô nghe được rõ ràng hơn. Nếu như thuận lợi trong vòng 1 tháng phải tiến hành phẫu thuật. Thiên Nhu mất ánh sáng quá lâu, gần đây cảm quang có chút chuyển biến xấu. Thực sự nếu không được phẫu thuật thay giác mạc, có lẽ đời này em ấy cũng không còn biện pháp nào nhìn thấy thế giới nữa. Dụ Thiên An lặng lặng lắng nghe, đầu ngón tay viện trên lan can, cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn tay chui vào thân thể. 1 tháng, nhất định phải phẫu thuật, đúng không? Cô cắn từng chữ, có chút khó khăn nói. Như vậy đương nhiên là tốt nhất. Bác sĩ Lam gật đầu một cái, thấy nét u buồn trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thì dừng lại một chút, thấp giọng nói. Làm sao vậy Thiên An? Sắc mặt của em nhìn rất tệ. Dụ Thiên An hơi thất kinh, đôi tay ôm lấy mặt, cô lắc lắc đầu. Không có, tôi không sao. Bác sĩ Lam, giác mạc này là anh tìm giúp chị em tôi đúng không? Tôi biết hiện tại có rất nhiều người đang chờ giác mạc, giống như tình huống của tôi và Thiên Nhu. Căn bản không chờ nổi cũng không thể có được. Là anh cố ý dàn xếp cho chúng tôi. Chuyện tốt như thế tôi cũng không dám tưởng tượng. Bác sĩ Lam, tôi thực sự không biết làm sao để cảm ơn anh. Dụ Thiên An thành khẩn nói. Lam Úc cười cười, vô cùng dịu dàng hòa nhã. Không phải tôi đã nói rồi sao? Em đừng có luôn miệng gọi bác sĩ Lam, bác sĩ Lam. Nếu như coi tôi là bạn thì không cần phải nói cảm ơn. Chẳng qua gần đây tôi nghe được một chuyện của em. Vậy có chuyện gì xảy ra với em? Nhắc tới chuyện đó, trong lòng của Dụ Thiên An run lên, đôi mắt của cô mở to. Xin lỗi, tôi nói sai rồi sao? Lam Úc buồn rầu hỏi. Dụ Thiên An vội vàng lắc lắc đầu, cô cũng không muốn cùng bất kỳ ai thảo luận về chuyện Trình Dị Sinh. Anh phản bội, cô thống khổ, một chút cô cũng không muốn cho người khác biết. Bác sĩ Lam, phẫu thuật của Thiên Nhu anh mau sắp xếp giúp. Về vấn đề tiền bạc, tôi sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không giống như mấy lần trước vì thiếu tiền mà hủy bỏ. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt trong trèo, nóng lòng sốt ruột cam đoan. Lam Úc mím môi nhìn cô, anh hơi đau lòng không nỡ. Từ lúc mắt của Thiên Nhu mất ánh sáng cho tới nay, cô đã nỗ lực ròng rã 3 năm. Không phải là chưa từng có cơ hội, cũng không phải là không có giác mạc thích hợp. Chẳng qua, lần nào cũng bởi vì vấn đề tiền nên bị bệnh viện mắc kẹt lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đoạt đi cơ hội phục hồi thị lực. Anh nhớ rõ cô gái nhỏ này, trước sau cô vẫn luôn đứng thẳng người. Dù đôi mắt đỏ bừng bừng, trong lòng thống khổ khuất nhục, cũng thủy chung kiên trì cho dù bị đánh ngã. Thiên An, tôi tin tưởng em, nhưng em cũng phải đồng ý với tôi. Nếu như có khó khăn gì thì phải nói ra, không nên suy nghĩ tới những phương pháp xử lý quá nguy hiểm hoặc là quá cực khổ, được không? Lam Úc nhỏ nhẹ nói. Trong lòng của Dụ Thiên An chua xót, nhưng vì cảm động mà cười với anh. Cô gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, chỉ cần Thiên Nhu có thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa thì cái gì cũng đều tốt. Lại là đêm khuya, tựa hồ mỗi lần nhen nhóm hy vọng hay rơi vào tuyệt vọng cũng đều trong đêm tối. Cô nhớ ngày đó, trong bữa tiệc sáng chói xa hoa, không hiểu tại sao Trình Dĩ Sinh luôn khiêm tốn lại đưa cô tới tham gia một bữa tiệc như vậy.
Anh chỉ nói là bạn bè muốn đưa cô đến đây để cô biết một chút về thế giới thượng lưu là như thế nào. Cô tình nguyện tin tưởng anh, nhưng mà không ngờ tại đêm đó nghênh đón mình, đó là sự phản bội thê thảm nhất. Mà sau tất cả là tuyệt vọng, thống khổ nghiêng trời lệch đất, liên tiếp theo nhau mà đến. Hiện tại tình hình của Thiên Nhu rất không dễ dàng mới có hy vọng. Cô không thể để những chuyện này đánh ngã. Cho dù sau lưng không có ai chống đỡ, cô cũng phải kiên cường chịu đựng. Dụ Thiên An, Tiểu Nhu nhất định phải nhìn thấy, cố gắng lên. Sáng tinh mơ, tòa nhà Lịch Viễn rộng lớn, những tia nắng lấp lánh chói mắt. Sáng sớm, Dụ Thiên An đã đến công ty, cần cù thật thà và bận rộn. Cô là một nhân viên nho nhỏ ở phòng thị trường của công ty này, cuộc sống hàng ngày đơn giản 9 giờ sáng 5 giờ chiều. Cô luôn cố gắng gom góp tiết kiệm một số tiền lớn, nói thì dễ, làm mới khó biết bao. Cô cắn môi, thất thần suy nghĩ biện pháp mau chóng có tiền, lại không để ý tách trà trong tay đã bị tràn, nước nóng làm tay của cô bị thương. À, cô cau mày, vội vàng tắt công tắc máy đun nước, tay đau đến muốn chết, vội vàng chạy đến phòng trà nước sôi nước lạnh, lại bị đồng nghiệp đi ngang qua đụng vào, người đó nhíu mày nhìn cô. Thiên An, sao cô còn ở chỗ này? Dụ Thiên An hơi tò mò, quan sát bốn phía một cái. Thế nào? Có chuyện gì à? Giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, đồng nghiệp nói. Cô nhanh lên một chút, đi ra đại sảnh ngay lập tức. Hôm nay ông chủ đến đây thị sát, cô có biết hơn nửa năm nay anh ấy chưa tới lần nào, mà mau chuẩn bị đi. Đồng nghiệp nói xong liền đi luôn. Dụ Thiên An sững sờ, vội rút khăn giấy ra lau tay. Cô sửa sang sơ qua quần áo một chút, rồi đi theo xuống lầu. Cô làm ở Lịch Viễn khoảng hơn 3 tháng, chỉ nghe từ miệng những đồng nghiệp khác nói ông chủ thần bí này là một người vô cùng khí phách, tựa hồ anh cũng không có gì kỳ lạ. Chẳng qua là dù mấy tháng không tới thị sát, nhân viên Lịch Viễn cũng không dám buông lỏng công việc, có thể thấy được uy tín của anh. Trong đại sảnh trống trải, tất cả các nhân viên ăn mặc chỉnh trang xếp thành hai hàng, chính giữa là thảm trải nền. Trong lòng của Dụ Thiên An khẽ rung động, không dám thở mạnh, lặng lặng theo nam đồng nghiệp kia đi tới cuối hàng, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Cô biết đây chỉ là kiểm tra mà thôi, cô phải chú ý không được phạm lỗi, che lấp bản thân mình là tốt rồi. Ngoài cửa lớn công ty, tiếng thắng xe truyền đến. Mấy nhân viên cấp cao toàn thân âu phục màu đen nghiêm trang, sắc mặt cung kính, cùng nhau đi tới. Có người tiến lên mở cửa xe. Bên trong, một bóng dáng cao ngất, cường tráng bước ra, gương mặt lạnh lùng bá khí, lộ ra khí chất vương giả tự nhiên. Giám đốc ghé vào lỗ tai của anh nói gì đó, nhưng anh không để ý tới, chỉ là môi mỏng khẽ mở, nói một câu. Cầm báo cáo quý này tới cho tôi xem là được rồi, không cần dài dòng. Dạ dạ. Trên trán của giám đốc rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, gấp rút đáp ứng. Anh đi thật nhanh. Dụ Thiên An đứng trong hàng nhân viên vốn không thu hút, nhưng khi nhìn thấy anh, trong nháy mắt cô đột nhiên quay mặt đi, động tác còn rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Động tác kia quá nổi bật rồi. Bước chân của Nam Cung Minh Dạ chậm lại, theo bản năng liếc về phía phương hướng khác thường đó. Trái tim của Dụ Thiên An đập thình thịch, tiết tấu cũng rối loạn cả lên. Cô đang nằm mơ sao? Nhìn lầm người rồi đúng không? Hít thở cũng trở nên nặng nề. Cô khó có thể tin, không nhịn được lại liếc nhìn. Lần này không sai rồi, bởi vì ánh mắt trong veo của cô đang cùng ánh mắt của anh nhìn thẳng vào nhau. Nam Cung Minh Dạ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt ảo não né tránh. Phải gió, cô làm ở đây đã 3 tháng nha, làm sao mà không biết Lịch Viễn là sản nghiệp của nhà Nam Cung. Thiên An, cô sao vậy? Đồng nghiệp hạ thấp giọng hỏi. Tâm tư của Dụ Thiên An rối loạn tối sầm. Cô cắn môi cúi đầu, chỉ ngóng trông Nam Cung Minh Dạ mau mau đi lên tầng cao họp, lại không ngờ nghe được một giọng nói du dương trầm thấp. Có tôi ở đây mà cũng có người bàn luận xôn xao sao? Lá gan không nhỏ. Dụ Thiên An cả kinh, ngước mắt nhìn thấy Nam Cung Minh Dạ đang xoay người lại. Thân hình cao thẳng thon dài, đôi mắt đen thâm thúy lạnh lùng. Anh nhìn cô cười khẩy. Để cô ấy đưa tài liệu lên cho tôi. Nói xong anh xoay người, lạnh nhạt phóng khoáng bước đi, một đám người theo sát phía sau. Từ đầu tới cuối quản lý vẫn cúi đầu đổ mồ hôi, đợi đến khi bóng dáng của Nam Cung Minh Dạ khuất dạng mới đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn mọi người. Các người còn đứng ở đó làm cái gì? Hả? Không muốn làm nữa phải hay không? Trái tim bị co rút mạnh,
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên An buồn bã. Cô cố gắng kìm nén, im lặng không lên tiếng. Có trời mới biết, không phải là cô quá xung khắc với người đàn ông này chứ. Nơi nào cũng có thể gặp phải. Rõ ràng tối hôm qua mới gặp anh, quanh người giống như còn lưu lại mùi vị lãnh khốc bá đạo của anh. Cứ nhiên bây giờ... Tôi hiểu rõ, tôi lập tức đi đưa tài liệu. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt tỏa sáng, trông ra bộ dáng không sợ sệt. Đoán chừng người đàn ông này trời sinh nhìn cô không vừa mắt, kể cả mỗi câu nói của cô đều muốn trông nom, bệnh thần kinh. Tại phòng làm việc sang trọng trên tầng cao nhất, bình thường lúc ông chủ không có ở đây, không một ai dám đi vào. Dụ Thiên An cầm tài liệu đưa tay gõ cửa. Bên trong có tiếng trả lời trầm thấp, vào đi. Bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên An liền đi vào. Thấy Nam Cung Minh Dạ ngồi trên ghế xoay, cùi trò chống trên tay ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương, đôi mắt thâm thúy bức người nhìn giám đốc đang báo cáo. Cô hơi do dự, hiện tại tiến lên đưa tài liệu có thích hợp hay không? Hơn nữa, ánh mắt của Nam Cung Minh Dạ từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhìn qua cô, giống như cô là không khí vậy. Dụ Thiên An không thể làm gì khác hơn, đành đứng ở một bên an tĩnh chờ đợi. Cho đến khi hai chân của cô tê dần, báo cáo mới kết thúc. Nam Cung Minh Dạ ưu nhã chuyển hướng sang bàn làm việc màu đen, cất giọng nói. Được rồi, ông ra ngoài trước đi. Giám đốc đi ra ngoài, Dụ Thiên An nhẹ nhàng hít một hơi, đi lên phía trước. Đây là tài liệu mà anh cần. Ngồi tại bàn làm việc, anh kiêu căng ngước lên, đôi mắt lạnh như băng thoáng qua tia sáng lấp lánh, đùa giỡn mà nguy hiểm. Cô không biết nên gọi tôi là gì sao? Anh rất thưởng thức diện mạo mặc trang phục công sở của cô, sâu xa hỏi. Gọi là gì? Tổng giám đốc? Có lẽ là đồng sự trưởng, hay là Nam Cung thiếu gia? Dụ Thiên An có chút nhức đầu. Công việc của cô luôn luôn ở tầng dưới cùng, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến cấp trên. Bàn tay cầm tài liệu hơi hơi chảy mồ hôi, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn rõ ràng lộ vẻ lúng túng. Tôi không rõ ràng lắm. Cô buộc lòng phải ăn ngay nói thật. Nam Cung Minh Dạ cười cười, vô cùng mị hoặc. Anh đứng dậy chậm rãi nói. Cô thực sự là không biết rõ. Quả thật, nếu cô có thể ý thức được tôi là ai thì cũng sẽ không dám không nghe lời như vậy. Dụ Thiên An có phần khẩn trương, còn chưa kịp lùi về phía sau thì anh đã tiến tới gần trước mặt. Tiếp theo là hơi thở ấm áp áp sát bên vành tai nhạy cảm của cô. Anh trầm giọng nói, đưa điện thoại di động cho tôi. Một tia đề phòng đột nhiên sinh ra. Dụ Thiên An vô thức rút tay về che túi áo của bộ đồ công sở có điện thoại di động ở bên trong. Nhưng chỉ chớp mắt, Nam Cung Minh Dạ cười tà mị một tiếng, bắp chặt cổ tay của cô ngăn lại. Thấy cô khiếp sợ lui về phía sau để tránh, liền thuận thế vặn xoay cổ tay của cô ra sau lưng, để cho thân thể của cô kề sát lồng ngực của anh. Ngón tay thon dài nhón vào túi áo trước ngực cô, điện thoại di động liền rơi vào trong tay anh. Anh dán sát lồng ngực của anh, nhịp tim của Dụ Thiên An đập kịch liệt mà rối loạn. Anh muốn làm gì? Tôi không có thời gian đi theo cô, cũng không thể trông cậy cô chủ động tiết lộ cho tôi biết hành tung của Trình Dị Sinh. Cho nên tôi sẽ gắn con chip này vào để nghe lén điện thoại di động của cô. Tất cả các cuộc trò chuyện, tin nhắn cũng sẽ chuyển tới tôi. Ngón tay thon dài khéo léo linh hoạt mở điện thoại gắn con chip vào, động tác lưu loát làm liền một mạch. Đôi mắt của Nam Cung Minh Dạ chăm chú ngắm nhìn cô. Như thế này đơn giản hơn nhiều, không phải sao? Dụ Thiên An sững sờ nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần thoáng qua một tia quỷ dị. Anh ngốc sao? Tôi có thể tự mình tháo ra đó. Cô buột miệng nói. Cô cứ thử xem. Nam Cung Minh Dạ buông cô ra, sắc mặt đột nhiên lạnh như băng, thả điện thoại di động lại vào túi của cô, ngón tay chậm rãi nâng cầm cô lên. Dụ Thiên An, rõ ràng cảnh cáo đơn giản của tôi đối với cô là vô dụng, phải để cho cô nếm chút khổ cực mới được. Khóe miệng anh thoáng lên một nụ cười. Bây giờ trở về chỗ làm việc của cô, gõ một tờ đơn xin tạm nghỉ việc đưa lên đây cho tôi. Sau đó dọn dẹp đồ đạc gì đó của cô, cút ra khỏi tòa nhà Lịch Viễn. Thanh âm của anh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, chậm rãi, từng chữ để cho cô nghe rõ. Cô gái, hiểu ý của tôi không? Một câu nói chậm rãi khiến gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên An phút chốc liền tái nhợt.
hai mắt mở thật to không thể tin được nhìn anh. Người đàn ông này thường ngày kiêu căng bức người, vô cùng bá khí. Chốc lát cô không thể hô hấp, toàn bộ ý thức đều bị mất. Anh đuổi việc tôi. Giọng nói của cô đã khàn khàn, không thể tưởng tượng nổi, hỏi anh. Thân ảnh của Nam Cung Minh Dạ lạnh nhạt ưu nhã, giống như đang nói một chuyện không quan trọng, giọng nói thản nhiên chậm rãi. Coi như là trừng phạt cô. Tối hôm qua đã ngắt điện thoại của Trình Dị Sinh. Cô thực sự cho rằng lời nói của tôi chỉ là hù dọa cô thôi sao? Trong bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt của anh trong trèo nhưng lạnh lùng, lộ vẻ nghiêm nghị khắc khe. Dụ Thiên An, cô thực sự cho rằng lời nói của tôi chỉ là hù dọa cô thôi sao? Giống như một đòn cảnh tỉnh, đầu óc của Dụ Thiên An ong ong, chua xót khổ sở và kháng nghị cùng dâng lên trong lòng. Nam Cung Minh Dạ, xin anh đừng mang chuyện riêng tới công ty được không? Công việc của tôi không có bất kỳ một vấn đề gì, coi như anh đuổi việc tôi thì cũng nên cho tôi một lý do. Ông chủ của Lịch Viễn chính là như vậy hay sao? Nam Cung Minh Dạ cau mày, trái tim vì những lời nói không lễ độ của cô mà nhói đau thêm lần nữa. Cô thật đúng là dũng cảm, cư nhiên đến lúc này vẫn còn chọc giận anh. Thu dọn đồ của cô rồi cút ra ngoài ngay lập tức. Bằng không tôi đảm bảo lương thôi việc cô cũng không lấy được một đồng. Anh gầm nhẹ, ánh mắt lạnh như băng hung hãn nhìn cô chằm chằm. Anh... Dụ Thiên An nghẹn giọng, đau lòng tới cực điểm. Khốn kiếp, cút ngay. Tại sao có đàn ông giống như anh không nói lý lẽ? Cô nghẹn ngào kêu to, trong mắt đã rưng rưng, hung hăng đánh vào lồng ngực của anh đẩy anh ra. Có trời biết cô cần tiền biết bao, có bao nhiêu bất lực. Phẫu thuật của Thiên Nhu đã tới gần, ép cô không thở nổi. Anh cư nhiên chỉ nói một câu nhẹ nhàng đơn giản đã đập bể chén cơm của cô. Cô phải dựa vào cái gì để duy trì cuộc sống? Người đàn ông này tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nam Cung Minh Dạ không có phòng bị, bị cô hung hãn đẩy ra, đụng vào hộc tủ sau lưng. Tay của anh chống đỡ vách tường, thân thể mới đứng vững. Đến khi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú nhất thời liền đen xuống. Anh vốn không muốn làm như vậy. Sáng hôm nay phải tới Lịch Viễn thị sát, cũng do mấy ngày gần đây bị chuyện của Dạ Hy dày vò quá mức, căn bản không có thời gian xử lý chuyện sản nghiệp của gia tộc Nam Cung. Chẳng qua thật là vừa vặn, lại có thể gặp được cô ở Lịch Viễn. Ví bằng anh không làm chút gì để áp chế nhuệ khí của cô, thì anh không phải là Nam Cung Minh Dạ rồi. Nhưng hiện tại xem ra, khắp người của cô đều là gai nhọn, không thể chạm vào. Nam Cung Minh Dạ chậm rãi đẩy thân thể ra khỏi vách tường, giống như một đoạn phim quay chậm. Gương mặt tuấn tú khiếp người, từ từ nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn đang cố nén bi thương. Vậy tôi là loại đàn ông như thế nào? Cô hiểu rõ sao? Anh cười lạnh, cúi đầu nhìn cô. Dụ Thiên An tức giận đến mức muốn hôn mê, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn anh nói. Ích kỷ, tự đại, căn bản là không biết thông cảm, cũng không để ý đến cảm thụ của người khác. Anh có biết chỉ vì một câu nói của anh là có thể hủy diệt bao nhiêu người không? Anh có biết bây giờ tìm được một công việc nuôi sống bản thân có bao nhiêu khó khăn hay không? Em gái của anh mất tích, anh biết sốt ruột lo lắng. Vậy thì còn em gái của tôi thì sao? Nếu như em ấy cả đời không nhìn thấy ánh sáng thì phải làm sao? Bệnh thần kinh, tôi nhịn anh đủ rồi. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, tay của cô run rẩy mở nắp sau của điện thoại di động, tháo con chip nhỏ vứt xuống trước mặt anh, cũng không thèm quay đầu lại, cất bước đi ra ngoài. Nam Cung Minh Dạ bị cô trách mắng một trận, lại lần nữa bị cô chán ghét rồi đi. Triệt tiệt, anh hung tợn khẽ nguyền rủa, xài bước đuổi theo. Quả là không hiểu nổi, vì sao mỗi lần anh giận đến mức muốn bóp chết cô, cô lại ra vẻ ghét bỏ bộ dáng của anh rồi nghênh ngang rời đi. Dụ Thiên An, cô đứng lại đó cho tôi. Một tay bắt lấy cổ tay của cô, Nam Cung Minh Dạ thô lỗ ôm cô từ phía sau lưng. Cửa phòng vừa được mở một cửa thì phanh một tiếng đã bị đóng lại. Anh buông tôi ra, có phải tôi quá xung khắc với anh hay không? Đi làm tôi cũng gặp phải anh, công việc cũng gặp phải anh, tôi đâu có trêu chọc anh. Anh làm gì mà mỗi lần gặp tôi đều không buông tha? Ở trong khuỷu tay của anh, Dụ Thiên An vừa khóc vừa dãy dụa kể lể. Tôi cũng thấy rất kỳ quái, sao tới chỗ nào cũng gặp phải cô, lần nào cũng bị cô chọc cho giận gần chết. Nam Cung Minh Dạ nghiến răng nói bên tai cô, hung ác kéo mạnh cô trở lại, không để ý cô đang vùng vẫy. Anh áp thân thể cô lên tủ hồ sơ.
đàng hoàng một chút cho tôi. Nhưng không ngờ anh quá dùng lực, sức của cô lại yếu, nên sống lưng bị đụng mạnh vào cái tủ, phịch một tiếng. Nhất thời cô đau đến cau mày, gương mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch. Mái tóc của Dụ Thiên An trượt xuống gò má, thân thể hơi co rút, tay siết chặt cánh tay của anh. Nam Cung Minh Dạ cúi đầu thở hổn hển, nhìn gương mặt thống khổ của cô, trong đôi mắt thoáng qua một tia ân hận, dường như là đã quá dùng sức. Làn da của cô trời sinh trắng ngần, vài sợi tóc rủ xuống hai bên gò má, nhìn vô cùng chọc người. Đột nhiên, anh rất muốn vén những sợi tóc mềm mại kia, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn đôi môi anh đào. Nam Cung Minh Dạ, suốt cuộc anh muốn như thế nào? Đôi mắt trong veo rưng rưng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giận dữ nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông kêu căng cau mày, kinh sợ vì ý nghĩ vừa rồi của chính mình. Anh hung hăng hất bàn tay nhỏ bé trắng nõn mà mình đang nắm chặt ra, chán ghét liếc cô một cái, xoay người lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, mở hộp lấy một điếu thuốc, bực dọc đặt lên môi rồi châm lửa. Cầu xin tôi. Anh lạnh lùng khạc ra hai chữ, khói thuốc khiến mặt anh mơ hồ. Dụ Thiên An, không phải cô cần công việc hay sao? Cầu xin tôi. Tôi liền cho cô. Dụ Thiên An vốn đau đến mức chân mày cũng chưa giãn ra, nghe anh nói như thế lại nhíu chặt đôi mày thanh tú. Anh... Cô không có lựa chọn khác. Nam Cung Minh Dạ nói chắc chắn, đôi mắt kiêu ngạo nhìn người đối diện. Lòng của Dụ Thiên An bị níu chặt. Cô cân nhắc một chút, liền thỏa hiệp rất nhanh. Xác thực, cô không thể vì ngạo khí mà dễ dàng buông bỏ công việc này. Trời biết công việc này đối với cô có bao nhiêu quan trọng. Khi Nam Cung Minh Dạ nói cầu xin tôi liền cho cô, lúc này thậm chí trong lòng cô còn thoáng qua một tia vui mừng. Đôi mắt trong veo vẫn quật cường như cũ. Cô cắn môi, cố chịu đựng phần lưng đau đớn đứng thẳng người, vén vén mấy sợi tóc ra sau tai, ngước lên nhìn thẳng vào anh. Nam Cung thiếu gia, xin anh trả lại công việc này cho tôi, được không? Nam Cung Minh Dạ lãnh ngạo cười một tiếng, giống như quỷ sa tăng trong đêm đen, khói thuốc lá vờn quanh. Anh đi tới trước mặt cô. Cái người này như vậy mà cũng coi là cầu xin. Kia, van xin anh, đừng đuổi việc tôi. Tôi sẽ vì công ty mà làm tốt công việc của mình. Tôi cũng sẽ không lười biếng, sẽ không dùng mánh lưới. Như vậy được chưa? Cô thay đổi cách nói. Cô gái này. Nam Cung Minh Dạ cười lạnh, ngón tay kẹp điếu thuốc chậm rãi, vén vài sợi tóc lòa xòa rơi trên cái trán mềm mại của cô. Anh đối với động tác này dường như rất hữu tình. Cầu xin mà cô cũng kiêu ngạo như vậy hả? Anh xong chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên An trầm tĩnh. Cô tự cho là mình đã làm đến cực hạn. Chưa xong. Trong đầu của Nam Cung Minh Dạ chắc chắn, từ trước đến nay không cô gái nào có khả năng như vậy. Chỉ đơn giản tán ngẫu liền khơi dậy lửa giận của anh. Năm lần bảy lượt không biết mệt, anh thật muốn mài giũa tính tình của cô, nhìn cô rốt cuộc là bị cưỡng chế đến mức nào mới bằng lòng khuất phục. Anh, Nam Cung Minh Dạ, tự nhận là có năng lực này. Hôm nay tôi mới đến nơi này, tôi tạm thời bỏ qua cho cô. Cô tốt nhất ở Lịch Viễn làm việc cho tốt. Tôi sẽ không báo trước mà bất ngờ tới kiểm tra bất cứ lúc nào. Nam Cung Minh Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang suy nghĩ của cô, lạnh giọng cảnh cáo. Còn nữa, tôi không hy vọng nhân viên của mình ra ngoài làm thêm việc khác. Cho nên việc làm thêm ở nhà hàng của Phạm Vũ tốt nhất cô nên từ bỏ. Hiện tại, lập tức. Nghe chưa? Từ bỏ việc làm thêm. Dụ Thiên An nhíu chặt mày, cảm thấy người đàn ông này quả thực là không nói lý lẽ. Tôi sử dụng thời gian buổi tối để đi làm thêm, tôi cũng không chiếm dụng thời gian làm việc của công ty. Cô chống cự. Cô rất thiếu tiền sao? Hay là thiếu đàn ông? Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Minh Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khí lạnh lan tràn. Thiếu tiền thì cầu xin tôi tăng lương cho cô. Còn như thiếu đàn ông, đừng có đến nơi đó mà quyến rũ. Coi như Phạm Vũ thực sự vừa ý cô thì cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Lên giường xong lập tức bỏ rơi cô. Cô có hiểu hay không? Xoạt thoáng chốc, gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên An đỏ lên, lửa giận trong lòng dâng lên. Anh có tật xấu sao? Tại sao có thể nghĩ về tôi như vậy?
Nói cho cùng, tôi như thế nào thì mắc mớ gì tới anh. Cô tức giận đến mức cả người run rẩy, thực sự không thể chịu nổi sự nhục nhã này. Từ bỏ. Ngay ngày mai. Anh cau mày, cũng không thể để tên tiểu tử là Phạm Vũ kia có những tâm tư mờ ám đen tối trong đầu. Dụ Thiên An gần như sụp đổ. Cô nâng bàn tay nhỏ bé lạnh buốt che cái trán, thật muốn chạy khỏi nơi này, trốn xa thật xa. Tốt nhất đi đến nơi không có người đàn ông này, vĩnh viễn không nhìn thấy. Tôi với anh không có quan hệ gì hết, anh không có quyền quản tôi. Cô cố sức đẩy anh ra, thống khổ kêu lên. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa. Sau đó có người vặn mở tay nắm. Lam Mân Thành mặc y phục kiểu Tôn Trung Sơn màu lam đi vào, uy nghiêm nhưng cũng không còn trẻ tuổi. Hơi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Minh Dạ, cháu... Lam Mân Thành tiếp tục cau mày, nhìn tư thế thân thiết mập mờ của cả hai. Ánh mắt kiêu căng của Nam Cung Minh Dạ hỏa hoãn đi một ít, nhưng vẫn lãng đạm như cũ, ngước mắt chào một tiếng. Chú La. Trong lòng Dụ Thiên An khẽ lay động, biết đây là thời điểm thoát đi tốt nhất. Cô nhìn người đàn ông cầu cứu, chân đã bắt đầu di động về phía cửa. Vừa mới đi được một bước, cánh tay rắn chắc của Nam Cung Minh Dạ liền kéo cô trở về trong lồng ngực. Đừng quên, nhất cử nhất động của cô tôi đều có thể nhìn thấy. Ngày mai xin nghỉ làm, không ngoan ngoãn, cô cứ chờ mà xem. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Minh Dạ có ý cảnh cáo, lại còn hung dữ nói. Dụ Thiên An cảm thấy như có gánh nặng trên lưng. Trời mới biết, khi một mình đối mặt với người đàn ông này, cô có đủ can đảm. Nhưng còn hiện tại lại ở trước mặt người khác, anh làm sao, làm thế nào còn lớn lối và ương ngạnh như vậy. Cô chỉ cắn môi, không nói câu nào. Biết điều như thế này, quả nhiên có thể khiến cho anh vui lòng. Ánh mắt hung dữ của Nam Cung Minh Dạ trở nên mềm dịu. Bỗng chốc, cảm thụ thân thể thơm mát mềm mại của cô gái nhỏ trong khều tay, lại luyến tiếc không nỡ buông tay. Đi đi. Áp chế dục niệm trong mắt, anh buông cô ra. Dụ Thiên An khẩn trương thoát khỏi ngực của anh. Người đàn ông này, lồng ngực của anh cũng rất đáng sợ. Nhiệt độ từ trong thân thể của anh tỏa ra cũng có thể tổn thương cô. Cô vội mở cửa, vòng qua người được gọi là chú La chạy ra ngoài. Trở lại chỗ ngồi, tâm tư của Dụ Thiên An rối như mớ bỏng bong. Thực sự cô phải từ bỏ việc làm thêm sao? Đôi mắt lạnh lạnh thống khổ nhắm lại. Cô không muốn, cô tuyệt đối không muốn một chút nào. Đúng, đúng là cô thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền. Nếu như không phải đã mang toàn bộ số tiền cho Trình Dĩ Sinh mượn, thì hiện giờ chi phí phẫu thuật cho Thiên Nhu một tháng, căn bản cô cũng không biết trong vòng một tháng làm thế nào để gom đủ nhiều tiền như vậy. Chưa nói chi đến hiện giờ công việc đều bị ép buộc phải từ bỏ. Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nắm chặt mấy tờ giấy trên bàn, càng nắm càng chặt, nhưng đúng là không có biện pháp nào. Nam Cung Minh Dạ, sao anh không đi chết đi? Cô cúi đầu mắng, trong mắt đã rưng rưng, lộ vẻ uất ức cùng quật cường. Thiên An, cô vừa mới đi đâu hả? Một thanh âm mềm mỏng quyến rũ truyền đến. Dụ Thiên An giật mình một cái, hấp tấp ngăn lại nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, là phụ tá của quản lý phòng thị trường Diêu Lan Lan. Tôi không có đi đâu, chỉ là đi đưa một phần tài liệu. Có phải là đi lên tầng cao nhất không? Diêu Lan Lan cười cười, chậm rãi đi tới, từ từ cúi người xuống trên mặt bàn, lộ ra bộ ngực đẫy đà nở nang, nghiêng đầu hỏi. Cô và Nam Cung thiếu gia biết nhau? Anh ấy chỉ đích danh cô đi đưa tài liệu. Dụ Thiên An hơi giật mình, bị hỏi khó rồi. Tôi không biết anh ấy. Trong đôi mắt của cô chợt lóe lên sự ghét bỏ, mà Diêu Lan Lan cho rằng sự ghét bỏ này giống như là nhằm vào cô ta. Cau mày, vẻ mặt đầy khiêu khích, Diêu Lan Lan cười châm biếm. Dụ Thiên An, cô có cần thiết phải như vậy không? Bất quá chỉ là đi đưa tài liệu. Cô cho rằng được lên giường sao? Tôi chỉ hỏi cô một chút thôi mà, cô kiêu ngạo cái gì? Dụ Thiên An lập tức nghẹn lời, trong đôi mắt là vẻ khó hiểu. Cô, khi nào thì cô có cái ý tứ kia? Chị Diêu, chị hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là không thích loại người ngạo mạn đó mà thôi. Tôi không phải là tỏ thái độ đó đối với chị. Cô thận trọng giải thích. Diêu Lan Lan nghịch vớ vẩn chiếc lắc tay trên cổ tay, ánh mắt khinh miệt nhìn cô. Người khác muốn đến gần người đàn ông cực phẩm như vậy còn không được, cô lại nói là cô không thích. Là muốn ra vẻ thanh cao sao?
hay là đang mỉa mai tôi không biết tự lượng sức mình. Đôi mắt trong veo của Dụ Thiên An đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào. Cô cúi đầu, bên tai có vài sợi tóc bi thương rũ xuống, cảm thấy mình đã giải thích không rõ lắm. Tôi không biết, chị Diêu, tôi có việc phải làm, chị còn việc gì nữa không? Cô duy trì sự lễ phép sau cùng. Sắc mặt của Diêu Lan Lan xanh mét, không nói lời nào, nhưng lại khó coi tới cực điểm. Dụ Thiên An, kỳ thực thì cô nên nhận biết rõ ràng vị trí của cô ở Lịch Viễn. Tranh chấp cùng với tôi, cần gì phải như vậy? Cô không biết, trời sinh tôi thù dai. Cô khiến tôi khó chịu một lần thì tôi sẽ trả cho cô gấp đôi, biết chưa? Toàn thân của Diêu Lan Lan lành lạnh, thái độ thanh lãnh nói. Dụ Thiên An có hơi nhức đầu, đầu ngón tay khẽ run. Cô không biết phải làm sao hóa giải thái độ thù địch này, thực sự không thể giải thích được. Mà cùng lúc đó, trên tầng cao nhất, bên trong phòng làm việc sang trọng, La Mân Thành cũng nhìn người đàn ông trẻ tuổi kiêu căng mạnh mẽ kiên cường đang ngồi trên ghế xoay. Ông hơi cau mày lại. Minh Dạ, chuyện gì vừa mới xảy ra? Nam Cung Minh Dạ đứng dậy giúp ông rót một tách trà, đôi lông mày lãnh ngạo trên trán mang theo vài phần cung kính. Cái gì mà chuyện gì xảy ra? Lâu nay cháu chưa tới Lịch Viễn lần nào, cứ nhiên vừa mới ở phòng làm việc làm việc. Lam Ân Thành có phần không nói được. Nhưng cháu là người đã có hôn ước, chuyện của Dạ Hy đã huyên náo khiến cả nhà Nam Cung không còn mặt mũi rồi. Làm sao cháu có thể nhân lúc Tình Uyển đang ở nước ngoài mà dây dưa không rõ với một người phụ nữ khác? Giọng điệu của Lam Ân Thành có chút nặng nề. Nam Cung Minh Dạ nâng đôi mắt thâm thúy lên ngắm nhìn ông. Nhà Nam Cung đích xác là danh môn vọng tộc ở thành phố Z, danh dự và địa vị rất trọng yếu. Tranh cãi trong nhà, quyền thế luôn luôn là vấn đề nhạy cảm lại kịch liệt. Những người phụ nữ có bối cảnh tầm thường căn bản không có khả năng dính líu tới anh. Chuyện của Dạ Hy cháu sẽ sớm giải quyết. Còn về chuyện của cháu, chú La chú không cần phải lo lắng. Anh hờ hững nói, khoái miệng khẽ châm chọc. Tình Uyển nhất định sẽ là thiếu phu nhân tương lai của nhà Nam Cung, về điểm này cháu có thể bảo đảm. Còn về phần cháu chơi đùa cái gì với phụ nữ, cũng không cần chú nhọc lòng quan tâm. Lam Ân Thành cau mày sâu hơn, nhưng ông cũng biết những lời anh nói đều có lý. Cháu xác định, cháu chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Nam Cung Minh Dạ thờ ơ không để ý, lật dở tài liệu mà Dụ Thiên An vừa mới đưa lên. Có lẽ sau khi Tịnh Uyển trở về hai đứa sẽ kết hôn. Đến lúc đó cháu không tìm được lý do gì để trì hoãn. Chú không hy vọng hôn sự lại xảy ra chuyện rắc rối. Đừng giống như Dạ Hy, đang yên đang lành lại có đứa bé, coi như nó đã trở lại nhà Nam Cung. Nó làm sao còn có thể gả ra ngoài? Lam Ân Thành vô cùng đau đớn nói. Giờ phút này trong đầu của Nam Cung Minh Dạ đều là mấy lời vừa mới cảnh cáo Dụ Thiên An. Không biết cô gái nhỏ đang chết tiệt này có đang nghe lời anh nói hay không. Chẳng qua anh chỉ là bá đạo, nhưng ở trước mặt cô thì có tăng thêm một chút. Nếu mà cô không nghe lời, anh thực sự sẽ cho cô biết tay để cô ngoan hơn. Chú La, anh ngắt lời ông, cảnh cáo nói. Chuyện đứa nhỏ không cần nói ra đâu, chuyện này không thể để truyền thông biết, nếu không nó sẽ thực sự bị hủy. Nếu như bị cháu tìm được, bất kể nó có phải là em gái của cháu hay không, đứa nhỏ kia nhất định phải bỏ. Cháu có thể nhận tâm được như vậy là tốt nhất. Nam Cung Minh Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Anh xác thực rất thương em gái của mình, nhưng mà cái thai hoang đó nhà Nam Cung tuyệt đối không thể lưu lại. Một cuộc đối thoại nhìn như lặng yên không một tiếng động, nhưng bọn họ không chú ý tới. Trong khe cửa khép hờ, có một đôi mắt thất kinh rời đi, gắt gao che miệng của mình mới không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mà cuộc đối thoại vừa rồi cũng đã rơi vào trong tai của người đó. Xử lý xong chuyện ở Lịch Viễn thì đêm đã khuya. Nam Cung Minh Dạ từ cửa lớn công ty đi ra ngoài, lạnh nhạt đối với mấy người thân cận đi theo sau lưng, nói: tôi tự đi, đừng theo. Trong chiếc Lamborghini đen như mực, dáng người cao ngất của anh tản ra mùi vị uy hiếp, khiến cho người ta không dám đến gần. Đoàn người chỉ có thể đứng nhìn anh nghênh ngang lái xe rời đi, cũng không biết là anh đi nơi nào. Lạc Phàm Vũ vừa mới ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của người đẹp, áo sơ mi còn mở hai nút,
khắp người đầy mùi vị hoan ái đi ra cửa phòng bao. Lúc thấy Nam Cung Minh Dạ thì hơi kinh ngạc, tiếp theo thì cười lên. Mình nói, sao giờ này cậu lại tới chỗ của mình vậy? Cô ấy đâu? Đôi mắt như chim ưng của Nam Cung Minh Dạ quét qua nhà hàng ở lầu dưới. Cậu hỏi người nào? Dụ Thiên An. Lạc Phàm Vũ lắc lắc đầu cười. Không thấy. Tối nay mình cũng cố ý đi tìm, nhưng cô ấy chưa tới thay ca. Ánh mắt rét lạnh của Nam Cung Minh Dạ nhìn sang. Mình đã nói với cậu là đừng đụng vào cô ấy. Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định phải không? Mình luôn luôn là như vậy. Đồ mà cậu thích, mình đến muốn cướp. Mặc dù chúng ta thường giành giật với nhau, bất quá chỉ có điều... Lạc Phàm Vũ trưng ra bộ dạng ngang ngạnh bất kham, nheo nheo mắt nói. Như vậy đi, chúng ta đánh cược. Cô gái này ai cao tay trước thì chính là của người đó. Người còn lại nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế nào? Nghĩ thật hay. Trên gương mặt tuấn lãng thoáng hiện nụ cười giễu cợt, kiêu ngạo tự thiên thần. Lạc Phàm Vũ có phần thất bại. Mẹ nó, cậu cũng quá phách lối đi. Ngày mai cô ấy sẽ xin nghỉ việc ở chỗ của cậu. Cách xa cô ấy ra. Nam Cung Minh Dạ bỏ lại một câu, bóng dáng rắn rỏi mạnh mẽ đi ra ngoài. Lúc ngồi vào trong xe thì bầu trời đã đầy sao. Người đàn ông tuấn lãng bức người ngồi trong xe, anh nghĩ ngợi gì đó, bấm số điện thoại di động rồi đưa lên bên tai. Ban đêm, sau khi dỗ ngọt để Thiên Nhu yên tâm ngủ, cả người của Dụ Thiên An mệt mỏi vô cùng. Đang suy nghĩ ngày mai phải làm như thế nào để kiếm được tiền, điện thoại di động bỗng reo lên. Là một số máy lạ. Cô nghi ngờ bấm phím nhận. Alo, xin chào. Ngủ chưa? Một giọng nói nồng đậm truyền đến. Một lúc lâu sau, chính Nam Cung Minh Dạ có thế nào cũng không nghĩ tới mình lại mở miệng nói một câu như vậy. Chính anh cũng kinh ngạc, gương mặt góc cạnh lạnh như băng lại có biểu tình hơi ảo não. Dụ Thiên An có cảm giác kỳ quái, nhìn lại màn hình điện thoại di động một hồi, cho rằng mình đã nghe lầm. Đáng chết. Nói chuyện. Thanh âm của Nam Cung Minh Dạ lạnh xuống, anh khẽ quát. Lần này Dụ Thiên An kịp phản ứng, cô cau mày. Anh làm gì vậy? Cảnh cáo cô, ngày mai nhớ đi xin nghỉ việc. Bệnh thần kinh. Cô muốn cúp điện thoại. Cô dám ngắt máy thử coi. Giọng nói của Nam Cung Minh Dạ hơi lạnh lùng, đoán được cô muốn làm gì. Nói cho tôi biết, bây giờ cô đang ở đâu? Đang làm gì? Hai hàng lông mày thanh tú của Dị Thiên An nhíu chặt lại. Cả đêm mệt mỏi chăm sóc cho Thiên Nhu, cô đã không còn chút hơi sức nào để đấu với người đàn ông này. Vì sao tôi phải nói cho anh biết? Anh là gì của tôi? Tôi nhất định phải trở thành người nào của cô thì cô mới bằng lòng nói cho tôi biết phải không? Nam Cung Minh Dạ cảm thấy buồn cười. Dĩ nhiên, anh không có quan hệ gì với tôi, sao tôi phải để ý? Nói, tối nay cô không đến nhà hàng làm việc, cô đi đâu? Ngữ khí của anh cũng mềm mại hơn một chút. Tôi không nói. Nếu như hiện tại cô đang ở cùng một chỗ với Trần Dĩ Sinh, cô nhất định sẽ phải chết, biết chưa? Nam Cung Minh Dạ nhíu mày. Dụ Thiên An im lặng hồi lâu, sau đó thanh âm lạnh lùng rõ ràng nói. Anh yên tâm, nếu như tôi có ở cùng một chỗ với anh ta, tôi cũng chỉ muốn hỏi rõ, rốt cuộc là anh ta đã lừa tôi bao nhiêu lâu, phản bội tình cảm của chúng tôi đã bao lâu. Một người đàn ông không thật lòng thật dạ với tôi không cần. Anh ta lừa gạt tiền của tôi, tôi sẽ bám sát theo anh ta, đòi lại không thiếu một đồng. Cô gái hám tiền. Tùy anh muốn nghĩ như thế nào cũng được. Dụ Thiên An nhìn phòng bệnh của Thiên Nhu, trong lòng vô cùng chua xót, nghẹn ngào không nói được nữa. Thiên An. Ở hành lang đối diện, bác sĩ Lam Úc thấy bóng dáng của cô, anh hơi mỉm cười gọi một tiếng. Tiếng gọi của anh không lớn không nhỏ, vừa khéo truyền vào trong di động. Đáng chết. Nam Cung Minh Dạ vừa đưa điện thoại di động đổ qua bên tai, vừa cau mày nói. Dụ Thiên An, đã hơn nửa đêm rồi, cô ở bên ngoài điên khùng chạy đi đâu? Cô đều lòng cùng với tên đàn ông nào, hả? Dụ Thiên An cắn môi. Thật tình, cô cảm thấy tối nay người đàn ông này đúng là uống lộn thuốc rồi. Anh nhỏ tiếng một chút có được không? Đó là bác sĩ. Tôi không muốn ở trong phòng bệnh ầm ĩ với anh. Anh quả thực là cố tình gây sự. Sắc mặt của Nam Cung Minh Dạ rét lạnh. Anh còn muốn nói tiếp gì đó thì lại bị cô ngắt điện thoại. Tôi có việc, không thèm nghe anh nói nữa. Hẹn gặp lại. Dụ Thiên An định cúp máy,
Lại là Âu dặn dò thêm một câu: anh đừng có gọi tới nữa. Tút tút tút. Thanh âm tút tút đột ngột trong điện thoại di động giữa đêm khuya mang vẻ cô đơn hiu quạnh. Nam Cung Minh Dạ siết chặt điện thoại di động, tựa như đang nắm bắt cô trong bàn tay mình. Cô gái này đúng là dám chủ động ngắt điện thoại của anh. Anh híp đôi mắt thâm trầm lạnh lùng, hận không thể biết hiện tại cô đang ở nơi nào. Đêm đã khuya như thế này, nhưng anh không có nửa điểm buồn ngủ, lại còn thanh tình muốn chết, thật chết tiệt. Dụ Thiên An, cô gái này còn rất có ý tứ. Anh vốn nghĩ rằng cô sẽ che chở cho tên khốn Trình Dị Sinh kia, không nghĩ tới trong lòng cô cũng còn có chút ngạo khí, điểm này anh thích. Cặp lông mày anh Tuấn khôi ngô đột nhiên nảy lên. Nam Cung Minh Dạ bị chính ý nghĩ trong lòng mình làm cho kinh hãi. Dưới bầu trời đêm, gió lạnh bên ngoài cửa sổ xe thổi vào bên trong, tạm thời xua đi gương mặt quật cường nhưng mê người của Dụ Thiên An đang quanh quẩn trong đầu của anh. Khởi động xe, anh ưu nhã lái chiếc Lamborghini quẹo qua khúc quanh phóng khoáng rời đi. Đêm khuya, Dụ Thiên An đeo một cái túi nhỏ bước chậm rãi trên ngã tư đường. Cô đang dùng di động tán gẫu với chị em tốt làm chung trong nhà hàng. À, cậu hỏi cái này để làm gì hả? Cậu muốn mau chóng kiếm được tiền. Ừ. Dụ Thiên An không chút nào che giấu tình cảnh của mình, cô nói rõ ràng. Tâm Tâm, cậu có cách gì để nhanh chóng xoay sở được tiền không? Cái này cậu cần nhiều không? Tâm Tâm hỏi. Khoảng chừng mấy trăm ngàn. Mình cần có số tiền này trong vòng một tháng. Đôi lông mày của Dụ Thiên An nhíu lại, nhỏ giọng nói. Một tháng, mấy trăm ngàn? Thiên An, cậu điên rồi sao? Tâm Tâm không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Đã sớm dự liệu được cô sẽ có phản ứng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bóng của Dụ Thiên An cũng có vài phần giễu cợt, ý cười vui vẻ xen lẫn mấy phần bi thảm. Đúng vậy, mình cũng cảm thấy mình điên rồi, nhưng không còn cách nào, mình nhất định phải đi tới cùng. Dù có phải đi vay nặng lại cũng được, nhất định mắt của Thiên Nhu phải thấy ánh sáng. Được rồi, cậu đừng có nói nữa. Cái gì mà đi vay nặng lãi? Cậu có biết những người đó là loại người nào hay không? Cậu dám trêu chọc họ? Tâm Tâm tức giận thì thầm. Dụ Thiên An cười cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô đơn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mình còn có cách nào khác hay sao? Có mà, còn có cách nhanh hơn. Cậu bán thân đi, sẽ nhanh hơn. Tâm Tâm không nhịn được châm chọc cô. Dụ Thiên An ngẩn ra, trong đôi mắt trong suốt lướt qua một tia sáng. Thiên An, Thiên An. Đợi hồi lâu không nghe thấy âm thanh của cô, Tâm Tâm gấp gáp kêu lên. Cậu làm gì đó, đau mất rồi. Mình chọc cho cậu cười đó. Cậu đừng có mà làm thiệt nhá. Đêm khuya rét mướt, Dụ Thiên An dùng mình một cái. Cô cũng sợ hết hồn vì ý tưởng vừa rồi của chính mình. Với cô, trinh tiết của một người con gái vô cùng quan trọng. Lúc ở chung một chỗ cùng với Trình Dị Sinh, dù ngày kết hôn đều đã định xong, cô cũng muốn giữ gìn bản thân đầy đủ tốt đẹp nhất để hiến tặng cho anh ta trong đêm tân hôn. Nhưng mà không ngờ ngón tay nhỏ bé yếu ớt day day huyệt thái dương, cô nhớ tới Nam Cung Dạ Hy đã mang thai con của anh ta, trong lòng đau xót một hồi, hốc mắt cũng hơi ướt át và nóng lên. Mình biết rồi, mình sẽ không làm chuyện điên rồi, cô bảo đảm với bạn mình, thanh âm vô cùng rõ ràng. Ừ, trời không tuyệt đường người ta. Thiên An, cố gắng lên. Tâm Tâm phóng khoáng nói. Cúp điện thoại, Dụ Thiên An cũng về đến căn phòng thuê nhỏ bé của mình. Thân thể dã rời mệt mỏi, trời mới biết ví bằng có khách nào mà trong thời gian ngắn xoay sở được nhiều tiền. Nếu như bị buộc đến cực đoan, cô còn cái gì để kiên trì giữ mình. Đi tới trước cái thủ thấp trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trong suốt nhu hòa nhìn khung hình ba mẹ chụp chung. Nghĩ tới tai nạn giao thông bất ngờ mấy năm trước, hơi thở mỏng manh, cô nhẹ nhàng thì thầm. Mẹ, thật xin lỗi, là con không có chăm sóc tốt cho Tiểu Nhu. Ngón tay tái nhợt vuốt vuốt mặt kiếm khung hình, cô đã mệt mỏi tới cực điểm, cúi đầu nỉ non. Con sẽ nỗ lực, nhưng nếu quả thật không còn cách nào để chống đỡ, e rằng con chỉ có thể bán mình. Mẹ, xin đừng trách con. Một giọt nước mắt rơi xuống, lướt qua đầu ngón tay xanh xao, rớt trên mặt đất.
Trong đêm tối, cơn buồn ngủ kéo tới vây lấy cô. Thật lâu sau, cô mới cuộn người trên chiếc giường nhỏ đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ. Trong đầu là tuyệt vọng, xen lẫn hy vọng, nặng trĩu đi vào giấc ngủ. Sáng tinh mơ, bước chân vào cửa chính của Lịch Viễn, Dụ Thiên An nhận ra có chút gì đó không bình thường. Từ trước tới nay, cô tiếp tân ở đại sảnh luôn lễ độ an tĩnh, hiện giờ lại đang cùng mấy nhân viên bảo vệ thao thao bất tuyệt nói gì đó, ánh mắt né tránh, vẻ mặt hưng phấn bà tám, bầu không khí có chút nghiêm trang khẩn trương, thậm chí còn có tiếng hít thở gấp gáp sừng sốt. Dụ Thiên An đi tới thang máy, đưa tay ấn nút, trong lòng có hơi nghi hoặc. Trong thang máy, mấy người đứng bên cạnh cô cũng nhỏ to nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ. Chẳng qua là hình như cũng không có quan hệ gì với cô. Cô để giỏ sách lên bàn, bắt đầu âm thầm tự nhủ một tiếng, cố gắng lên, bắt đầu một ngày làm việc. Bởi vì vị trí chỗ ngồi của cô sát cửa sổ, lúc cúi đầu phất mấy sợi tóc ra sau tai, qua cửa sổ sát đất chợt thấy được hình ảnh náo nhiệt kỳ lạ. Trước cửa Lịch Viễn, ký giả chen chúc gắt gao vây quanh một chiếc xe. Đèn pha lát không ngừng lóe lên, mà từ trong chiếc xe màu đen, một người đàn ông mặt xanh mét bước ra, toàn thân tản ra hơi thở khát máu như muốn giết người. Hộ vệ bên cạnh anh hung hăng đẩy đám ký giả đang vây chặt xung quanh ra, để Nam Cung Minh Dạ có thể thuận lợi đi vào công ty. Xa xa, Dụ Thiên An thấy sắc mặt như quỷ sa tăng của người đàn ông kia thì dùng mình một cái. Thật không biết người nào lại chọc tới anh, mới sáng sớm mà mặt đã thối hoắc như vậy. Cô không muốn để ý tới, cúi đầu tiếp tục công việc. Nhưng đồng nghiệp bên cạnh lại chạy tới, thần thần bí bí hỏi: "Thiên An, cô không có xem tin tức à?" Dụ Thiên An ngẩn ra, lắc đầu một cái, nhàn nhạt cười tiếng: "Thế nào? Có tin tức gì lớn sao?" "Không có, chỉ là tin tức lớn đâu." Trên mặt đồng nghiệp là biểu hiện hưng phấn bà tám. "Cô nghe chuyện tiểu thư nhà Nam Cung bỏ trốn theo cha chưa? Cô có biết tại sao cô ta bỏ trốn không? Mẹ kiếp, thì ra là cô ta đã có thai nha. Trên truyền thông vẫn nói cô ta là một thiên kim tiểu thư rất rụt rè. Ai mà biết cô ta chưa cưới đã mang thai, còn bỏ trốn cùng với gian phu. Quá động trời rồi. Cô cứ nhiên không biết." Nháy mắt, trong đầu của Dụ Thiên An ong một tiếng, cả người lạnh buốt chấn động tại chỗ. Cô không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt trong veo nhìn đồng nghiệp, cuối cùng mới hiểu lúc nãy tất cả mọi người đang nghị luận cái gì. Chuyện Nam Cung Dạ Hy mang thai thực sự cô đã biết, nhưng đồng thời cô cũng nhớ lại một lần kia ở tại biệt thự của nhà Nam Cung. Nam Cung Minh Dạ đã từng cảnh cáo với cô, một khi tin tức này lộ ra ngoài, tôi sẽ khiến cô biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Chỉ trong mấy giây mà thôi, cô rối bời, ngón tay xanh xao cũng trở nên lạnh như băng. Tinh một tiếng vang giòn, cửa thang máy tầng 1 mở ra. Ánh mắt của đồng nghiệp hốt hoảng nhìn sang, nhất thời hít sâu một hơi, là Nam Cung Minh Dạ với sắc mặt xanh mét đang đứng trong thang máy. Một thân âu phục màu đen, cao ngất kiêu căng lộ ra hơi thở nghiêm trang. Anh bước nhanh đi tới, hộ vệ theo sát sau lưng, đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt, đầu óc của Dụ Thiên An rối loạn, trơ mắt nhìn anh đi về phía cô. Trước khi anh mở miệng, cô ổn định tinh thần, lý trí nói: "Không phải là tôi nói." Đôi mắt trong suốt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ thành thật. Sắc mặt của Nam Cung Minh Dạ đen lại, hung hăng gạt phăng đồ đạc trên bàn của cô. Ầm, sau đó một giọng nói nặng nề áp xuống: "Không phải cô nói, Dụ Thiên An. Chẳng lẽ là tôi nói sao?"